chương 1460, Thái Dương Cung, rơi vào trong tay ngươi liền không trả đạp, Lăng Hàn nói, không sai, nam tử ngạo nhiên nói, ta năm tuổi bắt đầu luyện kiếm, 17 tuổi liền có tên kiếm si, một đời chung ở kiếm, si ở kiếm. Lăng Hàn cắm tiên ma kiếm lên mặt đất, cười nói, nếu như ngươi có thể rút lên, thì có thể cầm đi. Hắn còn lui về phía sau vài bước, ra hiệu không phải cho đối phương cái chồng, tùy thời đánh lén. Nam tử không cảm thấy có gì không thích hợp, hắn là nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, ở trong đám người dưới trăm vạn tuổi là người tài ba, người có thể về mặt cảnh giới ngang hàng hắn đã cực kỳ hiếm thấy, huống chi là vượt qua. Dưới cái nhìn của hắn, lăng hàn thoái nhượng là chuyện đương nhiên. Hắn đi qua rút kiếm, phù, tiên ma kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng, thật giống như đang cảnh cáo hắn không nên tới gần. Nam tử đương nhiên không sợ, giật động ý chí võ đạo của bản thân, kiếm ý nộ trào, muốn lấy cái này thuyết phục tiên ma kiếm. Một người một kiếm kịch liệt đối kháng, dần dần, tiên ma kiếm thả ra ánh sáng suy yếu, thật giống như không có sức chống cự. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn không phải kinh ngạc nam tử kia mạnh mẽ, hay tiên ma kiếm không ăn thua, trên thực tế tiên ma kiếm ngay cả một phần ngàn tỷ uy lực cũng không có phát huy ra, cái này hoàn toàn là dụ dỗ đối phương A. Mà để Lăng Hàn kinh ngạc, chính là điểm ấy, tiên ma kiếm lại học được khôi hài, kiếm đã thông linh, bước đầu nắm giữ trí tuệ, mới sẽ biết trêu chọc người. Lăng Hàn không khỏi sờ cầm, Món bảo khí này cũng quá không nghiêm túc đi, học từ ai vậy? Hắn hẳn là không vô căn cứ như thế chứ. Nam tử kia hoàn toàn tự tin, hắn cảm giác khoảng cách thu lấy thanh thần kiếm này đã không xa. Hắn đầu đầy mồ hôi, đây là một trận chiến thế lực ngang nhau, để hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể hơi chiếm thượng phong. Có điều, tuy hao tâm tổn trí, nhưng hắn tràn ngập kiêu ngạo. Thần kiếm như vậy mới xứng hắn. Hắn hét lớn một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt, muốn nhất cổ tác khí áp chế tiên ma kiếm. Quả nhiên, khí thế của tiên ma kiếm tiến một bước rơi xuống, bị hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắn không khỏi đại hỉ, đang muốn nhổ thần kiếm ra, nhưng một luồng lực lượng không cách nào chống đối bắn ra, oanh, trong nháy mắt liền chấn hắn bay ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái gì, nam tử nhếch miệng, có vẻ không thể tin tưởng, tại sao lại như vậy, hắn không phải sắp thành công rồi sao, tại sao thần kiếm sẽ xuất hiện đàn hồi. Ken, thần kiếm tự động bay lên, trôi nổi ở trong không khí, Tỏa ra thần quang dịu dàng, không phải vô cùng sáng sủa, nhưng tràn ngập đại khí. Thật giống như có một bàn tay vô hình dẫn dắt, tiên ma kiếm chậm rãi bay về phía nam tử kia. Chuyện này, thần kiếm tự động nhận chủ, nam tử không khỏi phấn chấn, mới vừa rồi bị tiên ma kiếm bắn bay, để hắn ý thức được giá trị của thanh thần kiếm này vượt xa hắn dự đoán, mà hiện tại, nó càng tự mình nhận chủ, chẳng phải là thừa nhận kiếm đạo của hắn sao? Nếu không như vậy, sao sẽ nhận chủ? Hắn hưng phấn không tên không nhịn được vươn tay ra ngoài, muốn đi bắt. Khi ngón tay muốn đụng tới chuôi kiếm, soạt, tiên ma kiếm quét qua, vẽ ra một vết thương ở trên bàn tay hắn, sau đó đột nhiên thay đổi, ông một cái bay đến đỉnh đầu của Lăng Hàn. Thân kiếm nhẹ chấn, như là đại đạo, vạn cổ trường tôn. Nam tử kia mặt đầy ngạc nhiên, sau đó biến thành cay đắng mãnh liệt. Thân là cao thủ kiếm đạo, càng là kiếm si, lúc này hắn há có thể còn không rõ, thanh thần kiếm này vốn đang đùa hắn. Thần khí trêu chọc người, điều này có ý vị gì? Kiếm đã có linh, hắn không khỏi càng thêm vui mừng, tuy biết muốn để thần kiếm thông linh tán thành một người khó khăn đến cỡ nào, cái này ở trước khi lăng hàn chết là tuyệt đối không thể phát sinh. Kiếm, là trung thành nhất, nam tử nhìn chằm chằm tiên ma kiếm, tràn ngập ước ao nói. Đây là thanh hảo kiếm, ta biết, lăng hàn gật gù, đối với nàng thật tốt, không nên để cho nàng bị long đong. Nam tử dặn dò nói, ánh mắt chuyên chú, giống như tiên ma kiếm không phải một thanh kiếm, mà là nữ nhi hắn mến yêu bây giờ gả xa để hắn không bỏ lang hàn có chút nổi da gà người đây cũng quá buồn nôn đi chẳng trách mình không thể thành kiếm khách bởi vì hắn không làm được chăm chú như thế sự tình hắn phải phân tâm quá nhiều có muội tử có đan đạo quyền thuật các loại bí pháp cũng chiếm cứ rất nhiều thời giờ kỳ thực thời gian tu luyện kiếm thuật chỉ chiếm một khối rất nhỏ nam tử thở dài lặng lẽ rời đi thậm chí ngay cả tên cũng không để lại lang hàn lắc đầu thân hình bay lên không, bước về khu vực cuối cùng của tầng 1, kia là một tòa cung điện, chấn thủ ở lối vào đi về tầng thứ hai. Muốn đi vào tầng thứ hai, nhất định phải trước tiên thông qua thử thách trong cung điện, mà nội dung chính là trước đó gia tộc tỷ thí qua, cụ thể là phân biệt dược liệu hay luyện đan. Vậy thì không nhất định, mà tuyệt thế đại dược của tầng này cũng ở trong cung điện kia, chỉ là xưa nay không có một người có thể mang ra ngoài. Tốc độ của tinh thần cảnh nhanh bực nào, lần này lại đến thẳng chỗ cần đến, bởi vậy, chỉ một nén hương thời gian mà thôi thân hình của lăng hàn liền hạ xuống phía trước xuất hiện từng tòa cung điện to lớn trên cửa viết ba chữ thái dương cung ba chữ này không quá đẹp đẽ nhưng trong kiểu chữ tràn ngập kinh đạo tỏa ra một loại đại khí bàng bạc như biển có đạo vận không tên lưu truyền để lăng hàn không khỏi chăm chú nhìn thêm lúc này tứ đại gia tộc đã có rất nhiều người đến dồn dập tiến vào cung điện bắt đầu kiểm tra tầng thứ nhất không có thời gian hạn chế lưu lại nhưng chỉ cần đi vào cung điện tham dự kiểm tra Vậy thành công còn tốt, một khi thất bại trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một cái đồng hồ cát, khi đồng hồ cát trôi hết thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Mà thành công cũng sẽ xuất hiện một cái đồng hồ cát, điều này đại biểu thời gian lưu lại ở tầng thứ hai, đạt được thành tích càng tốt, vậy thời gian liền càng dài. Đã đến giờ thì phải làm sao? Đi tầng thứ hai tiếp tục kiểm tra, thắng được tư cách cùng thời gian tiến vào tầng thứ ba. Vì lẽ đó, ở mỗi một tầng đạt được thành tích càng cao càng tốt lúc này mới có thể có đủ thời gian ở tầng sau tiến hành càn quét, thu được càng nhiều thần dược. Mà tầng thứ 9 sở dĩ đến hiện tại còn không ai có thể tiến vào, chính là bởi vì căn bản không có ai có đủ thời gian đi tới cung điện tầng thứ 8. chương 1461, dạy ngươi một chiêu kiếm bí pháp thượng. Ngay cả cơ hội tiến hành kiểm tra cũng không có, sao đàm luận tiến vào tầng thứ 9. lang Hàn ngược lại không gấp, hiện tại hắn vẫn không có gặp phải thời gian hạn chế, bởi vậy hắn đứng đó, quan sát ba chữ Thái Dương cung kia, cái này vừa đứng chính là ba ngày ba đêm, về sau nguyên lực trong thân thể đột nhiên mãnh liệt, tựa hồ bắt đầu một loại cảm ứng nào đó. Tinh thần ở trong đan điền cấp tốc xoay tròn, mỗi lượn một vòng, tinh thần của hắn sẽ mở rộng một phần, mà ba chữ thái dương cung kia lại ảm đạm một chút. Biến hóa vô cùng nhỏ bé, cho dù là cường giả tinh thần cảnh cũng phải dùng tâm quan sát, bằng không căn bản không thể cảm giác. Đoàn người dồn dập tiến vào, không để ý còn có một người đứng như thế chút nào, mọi người nghĩ tới chính là thông qua tầng thứ nhất kiểm tra, tiến vào tầng thứ hai hái thần dược. Hơn nữa, thành tích khảo sát tốt, còn có thể được đan phương khen thưởng. Oanh, lang Hàn đang quan sát đến nhập thần, đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, bị người va một phát, kéo hắn từ trong trạng thái huyền diệu kia trở lại. Hắn không khỏi hơi nhướng mày, lộ ra vẻ không vui. Sau khi cùng Thái Dương Cung đạt được cộng hưởng, Vẹn vẹn chỉ một nén hương thời gian, tu vi của hắn lại tăng trưởng một đoạn dài. Nếu như phân tiểu cực vị sơ kỳ đến trung kỳ thành 100 bước, vậy hắn đã bước ra hơn 50 bước, 50 bước này là ở trong một nén hương bước ra, trước đó hắn khổ tu có thể nói là tiến cảnh rất ít. Đối ứng với nhau, ba chữ Thái Dương cùng cũng ảm đạm một nửa, hơn nữa lực lượng thần bí trong đó bị Lăng Hàn thông qua cộng hưởng hấp dẫn, đang không ngừng trôi qua, cũng không theo Lăng Hàn lui ra trạng thái như vậy mà dừng lại. Đối với Lăng Hàn mà nói, cái này tự nhiên là thiên đại lãng phí. Bởi vậy, hắn căn bản không thèm để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm ba chữ kia, để cho thần thức của mình như cầu nối, dẫn đậu nguồn lực lượng kia. Hư, chiếm đường đụng phải ta, còn muốn làm như chẳng có chuyện gì phát sinh. Ở phía sau Lăng Hàn, có một người trẻ tuổi ngạo khí 10 phần, trên mặt còn có một tia tức giận. Hắn chính là người đụng phải Lăng Hàn. Trước hắn nhìn thấy Lăng Hàn đứng ở đây, xuất phát từ trời sinh ngạo mạn, hắn không tránh không né, vẫn như cố thẳng tắp đi tới. Ở trong hắn nhận thức, tự nhiên chỉ có người khác nhường hắn, mà nếu có người dám không nhường, Vậy hắn liền trực tiếp đạp đối phương đi qua. Lăng Hàn rơi vào loại trạng thái đặc thù kia, tự nhiên không thể tránh ra, bởi vậy hắn cũng không chút do so dự đụng vào, muốn cho Lăng Hàn ăn chút đau khổ, không nghĩ tới va và vào một khối thiết bản. Cái này không phải tỷ dụ, mà thật là như thế. Rõ ràng là hắn đã sớm chuẩn bị, cố ý đụng vào, kết quả hắn bị đụng đàn hồi trở lại, đặt mông ngồi trên mặt đất, điều này để hắn làm sao chịu nổi, làm sao có thể không thẹn quá thành giận. Người này gọi Hoàng bằng là một tên tộc nhân của hoàng gia trong tứ đại gia tộc, tuổi còn trẻ liền bước vào Nhật Nguyệt Cảnh, bởi vậy tự nhiên rất kiêu ngạo. Lăng Hàn không để ý tới, tâm thần của hắn đều nằm ở trên ba chữ Thái Dương cung kia, ở trong đó có lực lượng vô thượng bị một vị đại năng phong ấn, dưới tình huống cộng hưởng có thể tăng cao tu vi. Có thể, thời điểm vị đại năng này viết ba chữ chỉ tiện tay mà làm, nhưng bản thân quá mạnh mẽ, một cách tự nhiên lưu lại một tia lực lượng to lớn, nhưng đủ khiến Lăng Hàn tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ đây là sáng thế cảnh sao lăng hàn không có đi ngẫm nghĩ hiện tại hắn chỉ muốn đoạt lại nguồn lực lượng này cái khác sau này hãy nói hoàng bằng giận dữ lăng hàn lại thất thần đây là xem thường hắn cỡ nào hắn không khỏi càng ngày càng bạo trong đôi mắt lóe lên hung quang trong tay đã có thêm một thanh thần kiếm vung lên chém tới cánh tay của lăng hàn dù sao cũng là người của tứ đại gia tộc bởi vậy hắn không dám hạ tử thủ cắt bỏ một cánh tay của lăng hàn cũng coi như cảnh cáo ngược lại thần linh mạnh mẽ thiếu một cánh tay cũng không có chuyện gì nuôi mấy tháng tự nhiên có thể phục sinh keng một kiếm chém xuống chỉ thấy đốm lửa bắn lên thân kiếm nảy ngược không cách nào thương tổn được lăng hàn hoàng bằng khiếp sợ đây là cái thể phách gì sức phòng ngự cũng quá kinh người đi nhưng hắn lập tức bừng tỉnh lăng hàn nhất định là cố ý nhìn như thất thần kỳ thực đang hết sức chăm chú nguyên lực che kín toàn thân mới có thể ngăn đòn đánh này của hắn quá đáng ghét bốn phía có người nhìn thấy không khỏi lộ ra vẻ giật mình, thầm nghĩ lăng hàn phát cái ngốc gì, bị người chém một kiếm vẫn không phản ứng chút nào. Hoàng bằng thẹn quá thành giận, vung kiếm liên tục chém tới lăng hàn, leng keng leng keng, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng lăng hàn quả thực so với thần thiết còn muốn thần thiết, mặc cho hoàng bằng chém làm sao cũng không hư không tổn thương. điều này làm cho người xung quanh nhìn vừa buồn cười lại hiếu kỳ, cường độ thân thể của lăng hàn cũng quá kinh người đi. nghe được tiếng cười của người xung quanh, nhìn thấy từng đôi mắt mang theo chiêu tức. Hoàng Bằng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông lên đầu, nhất thời sát ý như rực cháy, làm sao còn lo lắng được tình nghĩa tứ đại gia tộc gì, mũi kiếm đâm thẳng con mắt của Lăng Hàn. Bất luận làm sao, con mắt khẳng định là bộ phận yếu ớt nhất trên thân thể, mặc ngươi luyện thể phách mạnh mẽ ra sao, khẳng định vẫn có điểm yếu hại. Nhưng từ con mắt đâm vào, chỉ cần thâm nhập mấy phần, thức hải khẳng định cũng bị đánh nổ, vậy thì sẽ chết người rồi. Hoàng Bằng không để ý, hiện tại hắn chỉ muốn Lăng Hàn chết. Dừng tay, trong một tiếng quát to, chỉ thấy một ánh kiếm dâng lên, keng một tiếng, cản lại chiêu kiếm này của Hoàng Bằng. Hàn Đông, người dám quản chuyện của ta, Hoàng Bằng vừa thấy, không khỏi cau mày, người tới chính là kiếm si khuôn mặt âm trầm lúc trước, thân phận thực sự là nhân tài mới xuất hiện của Hàn gia, tên Hàn Đông. Hắn biểu hiện cô đơn nói, dĩ nhiên dùng kiếm cao quý đánh lén, người không xứng sử dụng kiếm. Hoàng Bằng hừ một tiếng nói, kiếm si, tiểu tử này là người của Hàn gia ngươi sao? Nhanh bảo hắn xin lỗi ta. Bằng ngươi cũng xứng, Hàn Đông lạnh lùng nói, trên mặt có một ngàn cái xem thường. Thật tốt, mỗi một người đều dám xem thường ta, cho rằng ta dễ bắt nạt sao. Hoàng bằng trả đúa, kiếm trong tay rung lên. Hàn Đông, chúng ta có bao nhiêu năm không giao thủ. chương 1462, dạy ngươi một chiêu kiếm bí pháp hạ. Hàn Đông lộ ra vẻ nghiêm nghị, tuy hắn xem thường Hoàng bằng làm người, nhưng không dám coi thường thực lực của đối phương, hắn cũng rung kiếm lên nói. Gần như có 300 năm, Vậy thì tái chiến một lần, Hoàng bằng ra tay, một kiếm quét ra, hòa vào bốn vòng nhật nguyệt, kiếm khí vung ra hóa thành đại hổ máu me đầy người, công về phía Hàn Đông. Hàn Đông đương nhiên sẽ không sợ hãi, hai người nhất thời ra tay đánh nhau. Lăng Hàn Thần du ngoại vật, tham lam thu lấy lực lượng thần bí trong ba chữ kia, đây chỉ có một cơ hội, người tới chỗ này trước lại có ai sẽ nhìn nhiều biển chữ chứ? Mới để lợi ích khổng lồ này rơi vào trên người hắn. Gần như một nén hương thời gian sau, thân thể hắn chấn động tỉnh lại, nguyên lực trong cơ thể chạy trồm như biển, mạnh mẽ gấp 10 lần. Tiểu cực vị trung kỳ, không phụ hắn chờ mong, tu vi của hắn tinh tiến một bước dài. Lúc này, tình cảnh chung quanh cũng ánh vào trong đầu hắn, hắn nhìn thấy Hàn Đông cùng Hoàng bằng ác chiến, hai người sử dụng kiếm, đang chiến đến hừng hực. Hai người liều ra hỏa khí, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, kiếm kiếm vô tình. Lăng Hàn trước thần du ngoại vật, nhưng thân ở chỗ này, phát sinh bất kỳ một màn nào cũng không lọt khỏi mắt hắn, chỉ là trước bị hắn ngăn cách ở ngoài thức hải, hiện tại tâm thần trở về, những hình ảnh kia tựa như tia chớp xẹt qua. Hắn không khỏi hơi động, lộ ra một tia sát ý. Người trước tiên đụng ta, không chịu nhận lối coi như thôi, lại còn thẹn quá thành giận, muốn tổn thương ta, giết ta, người như vậy sống sót lại có ý nghĩa gì? Có điều, hàn đông kia ngược lại cũng có chút ý nghĩa. Lăng hàn đột nhiên ra tay, vù, khí tức đáng sợ phun trào, miễn cưỡng tách hàn đông cùng hoàng bằng ra đây là tinh thần cảnh nghiền ép nhật nguyệt cảnh, tự nhiên dễ dàng. Lăng Hàn nhìn Hàn Đông cười cợt nói, ta dạy cho ngươi một chiêu kiếm pháp, ngươi xem tỉ mỉ. Ngươi là món đồ gì, lại dám nhúng tay lo chuyện bao đồng. Hoàng bằng phẫn nộ quát, không vui đến cực điểm, Lăng Hàn không có để ý tới, dùng chỉ làm kiếm, sau đó triển khai lôi đỉnh kiếm pháp. Xoạt, một kiếm đảo qua, thân thể của Hoàng bằng trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, lực lượng thiên uy tàn phá, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung, chỉ có một đạo thần hồn chạy ra. Ngươi, ngươi dám hủy thân thể của ta. Hoàng bằng cực kỳ kinh nộ, cho dù hắn có thể đoạt xã, nhưng linh hồn cùng thể xác tuyệt đối không thể trăm phần trăm kết hợp, tương đương với xóa bỏ con đường võ đạo của hắn. Ánh mắt của lăng hàn như kiếm, lạnh lùng nhìn thần hồn của Hoàng bằng một chút nói. Không nên để cho ta hối hận vì không giết ngươi, quét qua một cái, linh hồn của Hoàng bằng run rẩy, dám cũng không dám thả một cái, vội vã bay trốn. Lăng hàn tản ra sát khí, Tuy hắn không có đánh nát thần hồn của Hoàng Bằng, nhưng lưu lại một đạo kiếm ý, ba năm sau sẽ bộc phát, đến thời điểm đó Hoàng Bằng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ không có lập tức giết đối phương, là bởi vì cái này dù sao cũng là địa bàn của tứ đại gia tộc, cho dù hiện tại không có cường giả đi vào, nhưng hắn phải đi ra ngoài, không thể làm sự tình quá tuyệt. Đã như thế, tuy Hoàng gia nhất định sẽ giận dữ, nhưng Hoàng Bằng có lỗi trước, nghĩ đến Hoàng gia cũng không có mặt mũi gây hiểm khích. Nhưng người chết liền không giống hàn đông thì còn tìm hiểu chiêu kiếm của lăng hàn qua hồi lâu hắn mới nói ta chỉ chạm tới không đủ một phần vạn kiếm ý trên mặt của hắn đều là vẻ cuồng nhiệt một kiếm kia quá mạnh mẽ hơn nữa hoàn toàn khác kiếm đạo hiện nay khai sáng một con đường mới lăng hàn cười cười diễn luyện lôi đình kiếm pháp lại một lần đạt đến độ cao như hắn tự nhiên đã không câu nệ ở hình thức nặng chính là ý cảnh hàn đông không thể lĩnh ngộ được uy lực của thiên kiếp lăng hàn muốn dạy cho hắn chính là dòng suy nghĩ đánh vỡ quy tắc Người này quả nhiên không ngu ngốc, sau ba ngày, hắn nhìn Lăng Hàn, nửa quỳ, cung kính thi lễ, cũng không tiến vào cung điện nữa, mà trực tiếp xoay người rời đi. Có thu hoạch này, chuyến này đã viên mãn, hắn phải về bế quan, thể ngộ ý cảnh của chiêu kiếm kia. Đây cũng là duyên phận, hiếm thấy gặp phải một kiếm si. Trong sáu đồ đệ của Lăng Hàn, Khang Tu Nguyên, vân vĩnh vọng theo hắn học đan đạo, đi võ đạo chỉ cầu cảnh giới, sức chiến đấu ở trong cùng cảnh giới thuộc về cấp bậc cạn bá đây là kiếp trước hắn mang đến ảnh hưởng không tốt. Trần Thụy Tĩnh dùng đao, Giang Dược Phong là hoa thức đa dạng, cái gì cũng dùng, nhưng cái gì cũng không tinh, rất giống lăng hàn đời trước. Còn đời này thu hai đồ đệ, Đinh Bình bởi vì lực lượng bạo mãnh, am hiểu cận chiến, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Tuy cửu yêu vẫn không có dạy gì, nhưng hắn thiên phú dị bẩm có thể triệu hoán yêu thú, đi tất nhiên cũng không thể là kiếm đạo. Bởi vậy, Lăng Hàn lại không tìm được người truyền thừa lôi đình kiếm pháp của hắn bây giờ nhìn hàn đông một lòng ở kiếm lại kết nhân quả liền đơn giản truyền cho hắn một bộ phận hàm nghĩa của lôi đình kiếm pháp đương nhiên ngoại trừ lăng hàn cõi đời này cơ bản không thể có người thứ hai có thể hoàn toàn nắm giữ lôi đình kiếm pháp người có thể ở trong thiên kiếp thong dong quan sát sao chỉ bước đi này liền đào thải tất cả mọi người lăng hàn hít một hơi nhanh chân bước vào thái dương cung lúc này nếu có người để ý liền có thể phát hiện ba chữ phía trên kia tuy đại khí như cũ nhưng thật giống như mất đi ý nhị nào đó tiểu cực vị trung kỳ thoải mái lang hàn hết sức hài lòng nếu dựa vào hắn tu luyện cho dù có đan dược cuồn cuộn không ngừng nhưng tích lũy như vậy ít nhất cũng phải trăm năm còn hiện tại chưa tới nửa ngày cái này còn không hài lòng vậy cũng quá không biết đủ hắn không khỏi càng thêm chờ mong tám tòa cung điện còn lại có phải cũng có thể được thu hoạch như vậy hay không điều này làm cho hắn hưng phấn bước chân cũng nhanh thêm mấy phần trong cung điện không có trang hoàng gì, trống rỗng, nói là cung điện, chẳng bằng nói là một hoa viên cỡ lớn, chính giữa gieo một cây cỏ. Rõ ràng là cỏ, nhưng cao tới trăm trượng, toàn thân bích lục, trên đỉnh kết ra một viên trái cây nho nhỏ, chỉ to bằng hạt đậu tương, cùng hình thể to lớn hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Nhưng Lăng Hàn lập tức lộ ra vẻ giật mình, hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ 81 vạn loại thần dược cơ sở của thần giới, cho dù còn có tân hàng, cũng từ 81 vạn loại dược liệu diễn hóa ra, có thể đuổi bản tố nguyên, nghiên cứu ra bản chất dược tính của sản phẩm mới. chương 1463, Thánh Vương Đại Dược. Mà cây trước mặt này là thần dược cấp 20. Thần dược đạt đến cấp 17 liền có thể xưng thánh, mà cấp 20. Đó là Thánh Vương Đại Dược, nếu như ăn trái cây này, có thể để cho một phàm nhân một bước lên trời, trực tiếp trở thành sáng thế cảnh hay không. Tuy sáng thế cảnh như vậy ở trong cùng cấp khẳng định là sức chiến đấu lót đáy, nhưng muốn chấn áp nhân vật dưới thánh nhân khẳng định là dễ dàng. Không nói cái khác, chỉ bốn chữ thánh vương đại dược cũng làm người ta dục già dục dịch. Nhưng ngàn tỷ năm qua, cây đại dược này trước sau ở chỗ đó, một là bởi vì vẫn chưa thành thục, hai khẳng định là bởi vì khó có thể hái. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, bảo vệ cây thánh dược này không phải khôi lỗi, mà là trận pháp. Hắn phá giải không được, quá phức tạp, hắn có loại cảm giác, đây là một tuyệt thế sát trận, nếu như hắn muốn đi thử nghiệm phá giải, tất nhiên sẽ gặp đến đả kích vô tình, lấy thực lực bây giờ của hắn, chắc chắn phải chết. Hắn thừa dịp không ai chú ý, mời Vô Tương Thánh Nhân ra. "Tiểu tử, bản tọa cảnh cáo ngươi, còn dám đánh gãy bản tọa tu luyện, bản tọa." Ô, Vô Tương Thánh Nhân đang oán giận, tiểu tử này cũng quá thất đức đi, năm lần bảy lượt ném hắn ra ngăn tai họa. Có điều, khi hắn nhìn thấy cây thánh dược trước mặt, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hô. "Thiên Nguyên Đạo quả!" Lang Hàn kinh ngạc nói, "Tiền bối" Người nhận ra cây thánh dược này, hắn là duyệt khắp sách tranh thần dược trong thiên hạ mới biết a. Phí lời, thân là thánh nhân, đối với toàn bộ thánh dược trên đời này tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Vô tương thánh nhân khinh thường nói, lại dám hoài nghi ánh mắt của một vị thánh nhân, thực sự là quá xem thường hắn. Lăng Hàn cười ha ha nói, tiền bối có biện pháp phá giải trận pháp này, chỉ cần trồng nó vào trong hắc tháp, sau này chúng ta có thể coi thánh dược như cơm ăn. Cái này đương nhiên khuếch đại, nhưng mấy triệu năm liền thu hoạch một viên thánh dược, cái này đã cực kỳ kinh người. Vô Tương Thánh nhân không hề trả lời Lăng Hàn, mà nhìn chằm chằm trận pháp, không lâu lắm, trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, không kìm lòng được run lập cập nói: "Tuyệt thế sát trận, tuyệt thế sát trận, có thể phá không?" Lăng Hàn vội vàng hỏi, hắn cũng biết đây là một siêu cấp sát trận, vấn đề là làm sao phá. "Phá không được." Vô Tương Thánh nhân lắc đầu, chỉ có xông vào, nhưng lấy uy lực của sát trận này e là Thánh Vương cũng có thể bị chém xuống. Thời điểm nói ra câu này, hắn cực kỳ xoắn suýt. Chuyện này ý nghĩa, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đại dược kia. Thánh Vương cũng có thể bị chém xuống, vậy trên đời này có thể mạnh mẽ phá trận, hái được Thánh Dược thật đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ phải trở thành Thánh Vương, hơn nữa còn có sức chiến đấu hiển hách, có lẽ phải là thiên tài bát tinh, thậm chí thập tinh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nếu bây giờ căn bản không có năng lực thu lấy cây thánh dược kia, vậy cũng đừng đi xoắn suýt, vẫn là đặt tinh lực ở trên cái khác đi. Hắn vung tay lên, thu vô tương thánh nhân vào trong hắc tháp. Vị thánh nhân này tất nhiên vô cùng phiền muộn, nghĩ hắn từng thuộc về quần thể mạnh nhất trên đời này, bây giờ lại bị Lăng Hàn mời tức đến, hồ tức đi, xem là bảo mẫu A. Lăng Hàn vòng qua cây thánh dược, đi tới phần sau cung điện, phía trước có một con đường, phần cuối chính là tầng thứ hai của dược vương quật. Không có thủ vệ, chỉ có một con đường trống rỗng, nhưng bất luận bao nhiêu người đi vào, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cực kỳ quỷ dị. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hắn lưu ý quan sát, nhưng trong lúc vô tình, ở người trước mặt hắn biến mất rồi, mà khi hắn càng đi về phía trước vài bước, tiếng bước chân ở phía sau cũng biến mất rồi. Hắn thành một thân một mình, cảnh tượng biến hóa, hắn xuất hiện ở trong một thạch thất, trước mặt là một cái bàn đá, phía trên chỉ bày một cái đồng hồ cát, nhưng không có lưu chuyển. Tùy cơ kiểm tra, nhận biết dược liệu, một âm thanh lạnh lùng vang lên, không mang bất kỳ tình cảm chút nào tính giờ, nhận biết số lượng càng nhiều, thành tích càng tốt. Bắt đầu, căn bản không cho Lăng Hàn thời gian chuẩn bị, đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ, mà trước mặt của Lăng Hàn xuất hiện hư ảnh một cây dược liệu, dùng tay rung động, còn có thể chi phối dược liệu, trên dưới động chuyển, cho thấy tất cả chi tiết nhỏ. Hắc nhật lệ chi, hỏa phong lan diệp, thủy nha thảo, từ tiêu thiết mộc căn, tốc độ trả lời của Lăng Hàn cực nhanh, dược liệu thông thường vừa mới đổi, hắn liền lập tức gọi ra tên. Bởi vậy, hình ảnh này hầu như sẽ không có thời gian dừng lại, mà cấp tốc biến hóa. Đồng hồ cát lưu động, nửa canh giờ sau hoàn toàn trôi hết. Thông qua, thanh âm kia lạnh lùng nói, đùng, trên bàn đá nhất thời có thêm một thẻ ngọc, mà trong lúc đó, trên đầu lăng hàn cũng có thêm một hư ảnh đồng hồ cát, hơn nữa đã bắt đầu lưu động. Dựa theo tốc độ chảy này, gần như có thể kiên trì 10 ngày. 10 ngày, lăng hàn không khỏi lộ ra nụ cười, tứ đại gia tộc lần lượt tiến vào nơi này, đối với chi tiết nhỏ đương nhiên nắm giữ rất rõ ràng. Theo lời giải thích của Lâm Vũ Khởi, trong lịch sử tứ đại gia tộc, người ở tầng thứ hai thu được thời gian lưu lại dài nhất là 5 ngày. Đó là một tên quái tài, luyện đan không được, nhưng chăm chú ở giám định dược liệu, đặc biệt là am hiểu ghép lại. Năm đó hắn đụng phải vận khí, vừa vận thi chúng lĩnh vực hắn am hiểu, bởi vậy thu được thành tích tốt nhất trong lịch sử, có thể dừng lại 5 ngày, sáng lập một ghi chép. Ở sau hắn, cho dù là kỳ tài ngất trời cũng chỉ thu được 3 ngày lưu lại. Dù sao, cái này không chỉ cần thực lực, còn cần vận khí vô cùng tốt. Nhưng Lăng Hàn, hắn nắm giữ 10 ngày, cái này đủ để hắn ở tầng thứ 2 lưu lại 9 ngày, ở ngày cuối cùng đi tới cung điện tầng 2, xung kích tầng thứ 3. Oanh, thạch thất đổ nát, tan giã, Lăng Hàn vội vã cầm lấy thẻ ngọc trên bàn đá, khi thạch thất hoàn toàn hóa thành hư vô, hắn cũng xuất hiện ở trong không gian tầng thứ 2. Nơi này không phải đồi núi, mà là một mảnh bưng biên hiển nhiên, nơi này sinh trưởng là loại thần dược sống ở hoàn cảnh thủy sinh. Địa đồ tầng thứ hai này đơn sơ hơn nhiều, Lăng Hàn lấy ra một tấm địa đồ mới, bởi vì có hạn chế thời gian lưu lại, hơn nữa có thể thông qua kiểm tra cũng không nhiều, địa đồ tầng thứ hai rõ ràng không đủ tường thực. chương 1464, Cổ đạo Thanh Liên Cái này vẫn là tầng thứ hai, sau này mỗi một tầng địa đồ đều đơn sơ hơn một ít, đến tầng thứ 8, cũng chỉ có một điểm chính địa hình, căn bản không có ghi rõ nơi nào có thần dược cấp bậc gì. Lăng Hàn thu địa đồ, một bên bay lượn về phía trước, một bên lấy ra thẻ ngọc vừa được, thần thức quét qua, trong thức hải của hắn nhất thời có thêm vô số tin tức. Trong này có 20 đan phương, phân biệt đối ứng từ cách luyện chế đan dược cấp 1 đến cấp 20, không nhiều không ít. Có chút đan phương Lăng Hàn đã học được, nhưng đại bộ phận là chưa. Thông thiên huyền nguyên đan, ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời, đây là đan dược cấp 10, tinh thần cảnh tiểu cực vị cùng trung cực vị có thể dùng, có hiệu quả tăng lên tu vi rất lớn, nhưng không có khuếch đại như cuồng giã huyết linh đan, một viên có thể tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là biện pháp nhanh chóng tăng cao tu vi ở tinh thần cảnh. Chủ dược, hiện tại còn thiếu ba vị, Lăng Hàn không lo lắng thủ pháp luyện chế khó bao nhiêu, quấy nhiễu hắn mãi mãi là vấn đề vật liệu. Hy vọng có thể ở đây tìm được đủ, Lăng Hàn không có thu hồi thẻ ngọc, sau khi hắn thu được đan phương, thẻ ngọc liền nổ tung, hiển nhiên chỉ có thể truyền thừa một lần. Hắn một đường bay lượt, bước về mục đích thứ nhất. Nơi đó có một cây thần liên, dựa theo suy tính, lần này tiến vào vừa vặn là thời điểm thần liên thành thục. Rất nhanh, có hương vị thanh tân truyền đến, chỉ người một hồi liền để hắn cảm thấy phấn chấn, nguyên lực trong cơ thể sôi trào. Ở đây tu luyện, tuyệt đối là sự tình làm ít công to. Chỉ tiếc, cho dù yêu nghiệt như Lăng Hàn cũng chỉ có thể ở lại trong này 10 ngày, cho dù để ngươi tu luyện hiệu quả vượt qua gấp 10 lần thì đã làm sao, Căn bản như muối bỏ biển, bé nhỏ không đáng kể. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cây thanh liên, cổ đạo thanh liên, thần dược cấp 10. Cây thanh liên này chỉ cao 3 thước, sinh ở trong một hồ nước màu vàng, đài xem cỡ nắm đấm, kết ra 36 hạt. Nhưng có thể nhìn thấy, trong hồ nước còn có một con cá chép màu vàng bơi lội. Hương sen tung bay, khiến người ta ngửi một hồi liền tâm thần thoải mái. Cây thần liên này, từ trên xuống dưới, ngay cả lá khô cũng có thể làm thuốc mà lấy hạt sen cùng củ sen quý giá nhất, đạt đến cấp 10, lá sen chỉ có thể trên cấp 9. Lăng Hàn không phải là người thứ nhất đến chỗ này, phủ cận hồ nước đã có 7 người đứng, nhưng không có một người dám dễ dàng tiến vào hồ nước, bởi vì cá trong hồ nước này không phải ngồi không. Đừng nhìn hiện tại nó yên lặng, hơn nữa dung mạo xấu xí, nhưng ai thật hạ xuống nước, nó sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn, giết người không chớp mắt. Cái này đã được chứng thực qua vô số lần, tầng thứ nhất là khôi lỗi, tầng thứ hai là yêu thú bọn nó phối hợp thần dược đôi bên cùng có lợi ha ha các người khiêm nhượng như thế vậy ta liền không khách khí một thanh niên từ tốn nói hắn một bước bước ra đạp ở trên mặt nước mới lại có thể cách không mà đứng phải biết võ giả chỉ có bước vào tinh thần cảnh mới có thể phi hành nhưng hắn rõ ràng chỉ là nhật nguyệt cảnh mà thôi lại có thể đứng lơ lửng trên không cái này không hợp tình lý lăng hàn nhìn về phía giày của người này phía trên có từng đạo thần văn phát sáng hẳn là một thần khí, tác dụng để cho người có thể phi hành. Người trẻ tuổi nhanh chân mà đi, cũng không làm kinh động cá phía dưới, rất nhanh thì đi tới bên cạnh thanh liên. Không có ai ra tay, đều đang đợi người trẻ tuổi kia lấy thần liên xuống, sau đó sẽ tiến hành tranh cướp. Tranh giành với người khẳng định an toàn hơn cùng yêu ngư phía dưới nhiều lắm. Nhưng bọn họ hiển nhiên quá mơ mộng, khi người trẻ tuổi kia tiếp cận thanh liên, dao, bọt nước giật động, con cá chép màu vàng nhảy ra mặt nước, há mồm phun tới người trẻ tuổi kia một cái bong bóng. Cái bong bóng này đen kịt, mặt ngoài lại có vầng sáng nhiễu động, cấp tốc phóng to. Người trẻ tuổi kia muốn lấy thanh liên, thế tất không thể tránh thoát cái bong bóng này. Bởi vậy, hắn hoặc là từ bỏ hái, bước ra rời đi, hoặc là ra tay đón đánh, xem ai càng hơn một bậc. Hắn lựa chọn cái sau, hơn nữa không dám bất cẩn chút nào, lấy ra một chiếc gương cổ, treo ở trên đỉnh đầu. Nhất thời, một cột sáng bắn ra, đánh về phía cái bong bóng kia. Nhưng cột sáng đánh tới, lại như đá chìm đáy biển, không có nhắc lên một chút xíu gợn sóng. Người trẻ tuổi kinh hãi, vừa định bước ra lùi về sau, nhưng đã chậm, bong bóng tập kích đến, bao trùm hắn vào. Oanh, 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 có thể nhìn thấy, người trẻ tuổi kia ở trong bong bóng dãy ruộng, không ngừng oanh kích, muốn đánh ra, nhưng không như mong muốn, hắn căn bản không thể đánh vỡ bong bóng ràng buộc. Rất nhanh, bong bóng trở vào trong nước, con cá chép lại há mồm hút một cái, bong bóng liền bị nó nuốt trở lại trong miệng. Một người to lớn, lại bị một con cá chép dài không đủ một thước nuốt chừng, hình ảnh này có chút quỷ dị. T, con cá chép này trở nên càng mạnh hơn, sáu người còn lại trên hồ nước kinh ngạc thốt lên, nếu bọn họ dám đến hái thanh liên, tự nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, biết thực lực con cá chép này. Nhưng cá chép vừa ra tay liền để bọn họ sợ hết hồn, thực lực mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tính sai, có lẽ là đạo cổ thanh liên thành thục, cũng làm cho con cá chép này được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực tăng nhanh như gió. Không sai, yêu thú trong này cùng thần dược phối hợp, thần dược thành thục, yêu thú tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn, chỉ là không nghĩ đến sẽ đạt tới mức độ như thế. Những người này lắc đầu, nhưng chỉ có bất đắc dĩ khi không cách nào hái được thần dược, mà không hề nghĩ cứu viện đồng bạn bị thôn phệ. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, tay phải thò ra, cách không một chảo, nguyên lực hóa thành bàn tay lớn, chụp vào cây sen kia. Nhìn thấy Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, sáu người kia cười gần, một bộ dáng dấp xem kịch vui. Cá chép màu vàng lần thứ hai nhảy ra mặt nước, tương tự phun ra một cái bong bóng màu đen. Lăng Hàn tay phải khẽ vồ, bàn tay nguyên lực kia căng thẳng, oanh, nước trong hồ nhất thời nhấc lên một đạo nộ ba, đập tới con cá chép kia, dưới một đòn mẽnh đánh, con cá chép này bị đánh bay, miệng phun ra một người. Chính là người trẻ tuổi lúc trước bị nó nuốt, vừa xuất hiện liền phát ra tiếng kêu thảm, hóa ra đại bộ phận thân thể của hắn đã bị axit ăn mòn. Chương 1465, Chiến lâm tử hoành. Con cá chép này trực tiếp nuốt sống người, sau đó lấy dịch dạ dày tiêu hóa, có thể tưởng tượng người trẻ tuổi này chịu đựng đau nhức thế nào. Cũng còn tốt, thần hồn bất diệt, đan điền không hủy, vậy tổn thương nặng đến đâu cũng có thể chữa trị. Thấy cảnh này, sáu người kia khiếp sợ thực lực của Lăng Hàn không thôi. Quá mạnh mẽ, chỉ là nguyên lực diễn hóa, liền oanh bại cá chép, đây là thực lực nghiền ép. Sáu người nhất thời không có ý nghĩ cướp giật, vội vàng xoay người rời đi, chỉ lo Lăng Hàn sẽ giết người diệt khẩu không nghĩ tới đạo cổ thanh liên sẽ rơi vào trong tay người ngoài như ngươi. Một bóng người xẹt qua, chỉ thấy Lâm Tử Hoành xuất hiện ở bên cạnh bể nước, dùng ánh mắt ngạo nhiên nhìn hắn nói. Giao ra thần liên, sau đó thì sao? Lăng Hàn từ tốn nói, tên này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, thật sự coi hắn không có tính khí sao. Sau đó, Lâm Tử Hoành tựa hồ không ngờ Lăng Hàn sẽ hỏi ngược lại như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nói. Sau đó, quỳ trên mặt đất, dập đầu một trăm cái. Lăng Hàn nhìn đối phương nói, ta thật giống như chưa từng đắc tội qua ngươi a. À. Kha kha, dám động suy nghĩ với nữ nhân ta vừa ý, còn dám nói không có đắc tội ta. Lâm Tử Hoành cười lạnh nói, nơi này chỉ có hắn và Lăng Hàn, hắn tự nhiên xem thường giấu diếm ý nghĩ trong nội tâm. Lăng Hàn nha một hồi nói, chiếu nói như vậy, người muốn đưa ta vào chỗ chết. Không có dễ dàng như vậy, Lâm Tử Hoành cười gần, ta muốn trước tiên hủy diệt cơ thể ngươi, lại chậm rãi luyện hóa thần hồn của ngươi để ngươi chết cực kỳ thống khổ lăng hàn nha một hồi lộ ra nụ cười nói ngươi nói như vậy ta cũng có thể yên tâm lớn mật làm thịt ngươi miễn cho không cẩn thận ra tay quá nặng ha ha ngươi chỉ là tiểu cực vị làm sao cùng ta ngang hàng lâm tử hoành ngạo nhiên cười ta là trung cực vị đỉnh cao hơn nữa còn là thiên tài tam tinh coi như ngươi là thiên tài tứ tinh hơn nữa còn là tiểu cực vị đỉnh cao vậy cũng xa xa không phải đối thú của ta hắn tính định Lăng Hàn tuyệt đối không thể là đối thủ của mình, lúc này mới sẽ quái gở áp sát. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, người tự tin như vậy, chút nữa bị làm mất mặt cũng không nên khóc a. À. Ai bảo ngươi không có ánh mắt, cùng ta tranh giành nữ nhân. Lâm Tử Hoành ra tay, tóm tới Lăng Hàn, lực lượng cuồn cuộn mà động, đạt đến độ cao đại cực vị hậu kỳ, cực kỳ đáng sợ. Nhưng kết cấu thiên địa nơi này càng thêm vững chắc, cho dù tinh thần cảnh ra tay cũng không có tạo thành phá hoại lớn, chỉ là mặt nước hơi nhấc lên gợn sóng mà thôi. Lâm Tử Hoành khinh bỉ, hắn có đầy đủ tự tin một chiêu trấn áp Lăng Hàn, tu vi của song phương chênh lệch thực quá to lớn. Lăng Hàn cũng quất tới Lâm Tử Hoành một trường, oanh, kinh lực pha chạm, cuối cùng sản sinh trùng kích cực lớn, chấn động đến mức mặt nước sinh ba, cuồng quyển tứ phương. Ồ, Lâm Tử Hoành kinh ngạc, Lăng Hàn lại đỡ được đòn đánh này của hắn. Không chỉ đỡ lấy, hơn nữa còn dễ dàng, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, chỉ là tiểu cực vị mà thôi làm sao có khả năng mạnh như thế nói tới lực lượng lăng hàn xác thực không bằng lâm tử hoành nhưng hắn vận dụng tuế nguyệt thiên thu tuy chỉ phát huy một chút xíu uy lực cũng đủ để lão hóa lực lượng của đối phương đến cấp độ mình có thể đối kháng làm sao có khả năng lâm tử hoành không thể nào tiếp thu được chỉ là tiểu cực vị tại sao có thể chống đỡ ta ếch ngồi đáy giếng ánh mắt của lăng hàn uy nghiêm đáng sợ hắn đã động sát ý hừ lâm tử hoành điều chỉnh tâm thái có thể cùng hắn chống lại thì đã làm sao? Hắn là con trai của tộc trưởng An Viễn Chi Mạch, tuy mạch này xác thực xa sút nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hốc gác vẫn kinh người như cũ, há là một dã nhân có thể so sánh. Hắn lấy ra một cái trống, rất cũ nát, có thể nhìn thấy có một góc đã tàn tạ, trên chống vẽ hình ảnh chiến đấu, trông rất sống động, tỏa ra khí sát phạt xa trường. Oanh, hắn đưa tay vỗ một cái, chống trận lập tức phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp, như cung tên bắn về phía ngực của Lăng Hàn, để trái tim của hắn không khỏi đập kịch liệt. Khóe miệng của Lăng Hàn có một vệt máu chảy ra, hắn ngạc nhiên phát hiện, trái tim của mình lại nứt một lỗ hồng. Cái này rất kinh người, thể phách của hắn kinh người cỡ nào, tuy cường độ trái tim không thể so với thần cốt, nhưng cũng gần như đạt đến thần thiết cấp 10, hiện tại lại vỡ tan. Cái trống này, không đơn giản, then chốt là, Lăng Hàn trong lúc vô tình liền trúng chiêu, căn bản không có phát hiện công kích từ nơi nào kéo tới, đây mới là chỗ quỷ dị nhất, khó lòng phòng bị ha ha, theo ta đấu, người còn chưa xứng. Lâm tử hoành cười gần, hai mắt nhìn chằm chằm lăng hàn, đột nhiên lại vỗ một cái. Phốc, lần này, lăng hàn miệng phun ra máu. Chết, lâm tử hoành lần thứ hai giơ tay, nhưng vào lúc này, lăng hàn di chuyển, triển khai trích tinh bộ, hắn trong nháy mắt ngang qua bảy trường. Oanh, chống trận phát ra nổ vang, nhưng lăng hàn không bị ảnh hưởng. Quả thế, lăng hàn lộ ra nụ cười, bất diệt thiên kinh vận chuyển, trái tim của hắn đã chữa trị. Tiếng chống vô hình, không cách nào tránh né, nhưng này dù sao chỉ là một vật chết, cần người khóa chặt mục tiêu, vì lẽ đó, chỉ cần ta tách ra thần thức của người khóa chặt, chống trận liền không làm gì được ta. Ngươi là quái vật a?" Lâm Tử Hoành trợn mắt ngoác mồm, chỉ chúng hai chiêu liền tìm ra kẽ hở, người thực sự là người sao? Hơn nữa, chúng liền hai đòn xung kích, tên này lại chỉ phun một ngụm máu, trái tim không có bể mất, đây cũng quá khuếch đại đi. Đến lượt ta, lang Hàn phát kiếm. Phù, tiên ma kiếm giống như gặp phải kích thích, không cần lăng hàn vận chuyển, chủ động tỏa ra thần quang, có vẻ dục già dục dịch. Lăng hàn buông tay, tiên ma kiếm bay ra, chém tới lâm tử hoành. Nói một cách chính xác, là tước về phía chống trận. Oanh, 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 lâm tử hoành vội vã vỗ chống, cái này không chỉ có thể diệt sinh linh, ngay cả đối với thần khí cũng nắm giữ lực phá hoại đáng sợ, sóng âm vô hình không ngừng kích bắn về phía tiên ma kiếm. Đây là quy tắc chỉ uy, Chống trận này chính là một vị cổ tổ hằng hà cảnh của An Viễn Chi Mạch làm ra, thấp nhất cũng phải tinh thần cảnh mới có thể thôi thúc, lấy quy tắc sóng âm đả thương địch thủ, vô ảnh vô hình, chính là một trong tam đại trí bảo của An Viễn Chi Mạch. chương 1466 tự bạo, Lâm Tử Hoành là con trai độc nhất của tộc trưởng đương đại, bằng không làm sao có khả năng lấy ra xài. Nếu không, vạn nhất gặp phải cường giả hằng hà cảnh, mạnh mẽ đoạt đi, vậy An Viễn Chi Mạch vốn xa suốt liền cho căn áo rách. Tiên ma kiếm chém ra, lại không bị tiếng trống ảnh hưởng lâm tử hoành kinh hãi tiên kiếm chém tới không bị ảnh hưởng ở trong ấn tượng của hắn tiếng trống vừa ra bất kỳ thần binh nào cũng bị đánh đổ nát hóa thành mảnh vỡ từ bên cạnh hắn xẹt qua không còn chút lực phá hoại nhưng hắn làm sao biết bản chất của tiên ma kiếm chính là tiên kim nếu như hắn lấy bạo lực oanh kích vậy tiên ma kiếm khẳng định là có hạn mức tối đa nhưng hiện tại chỉ nói quy tắc vậy tiên kim sợ ai mắt thấy một kiếm chém đến vẫn chưa đụng chạm hàn ý đáng sợ kia đã làm cho hắn tim mật sắp nứt, nếu thật bị chém một cái, vậy tuyệt đối là lập tức miểu sát. Đây là kiếm gì, cũng quá khủng bố đi, hắn vội vã bắn người lùi về sau, một bên liên tục vỗ chống trận, chưa từ bỏ ý định muốn chấn tiên ma kiếm rơi xuống, thậm chí thu làm của riêng. Nhưng cái này nhất định là một ảo tưởng, tiên ma kiếm đã nhảy vào cấp 10, về mặt cảnh giới ngang hàng lâm tử hoành, mà cảnh giới tương đồng, nếu như tiên kim tạo thành bảo khí vẫn chưa thể nghiền ép, vậy còn gọi tiên kim gì? Xoạt xoạt xoạt, kiếm ý phô trương, hóa thành một lưới lớn, vô cùng vô tận. Lâm tử hoành liều mạng phá vòng vây, nhưng vẫn bị kiếm ý chém chúng mấy đòn, trên người lập tức phun máu, làm sao cũng không ngừng được. Cái này là bởi vì bị kiếm ý chém, nếu như bị tiên kiếm trực tiếp cắt chúng, vậy sát khí nhập vào cơ thể, tạo thành phá hoại càng to lớn hơn. Này, Lăng Hàn mở miệng, Lâm tử hoành nhất thời lông tơ dựng đứng, hắn chỉ lo ứng đối tiên ma kiếm, hoảng không chọn đường, lại lùi tới phụ cận Lăng Hàn thanh âm này chính là từ phía sau hắn vang lên. Có điều, bắt giặc trước phải bắt vua, nếu là thần khí của Lăng Hàn, vậy chỉ cần bắt Lăng Hàn, hắn còn có thể sai khiến bảo khí sao? Nghĩ như vậy, Lâm Tử Hoành nhất thời khôi phục tự tin, đột nhiên xoay người lại, đưa tay hóa chảo, tóm tới Lăng Hàn. Đánh gãy vuốt chó của ngươi, Lăng Hàn cười nói, lại dám cùng mình cận chiến, ngươi là dũng khí từ đâu tới? Hắn ra quyền, đánh về tay của đối phương, oanh, hai người đối đầu một kích lần này không chỉ nguyên lực va chạm, tay của hai người cũng đụng vào nhau. Nguyên bản vẻ mặt của Lâm Tử Hoành tràn đầy tự tin lập tức biến mất, sau đó hiện ra vẻ thống khổ mãnh liệt. Năm ngón tay của hắn bị đánh gãy, từng ngón từng ngón thẳng lên, da thịt phá tan, máu me đầm đìa, dáng dấp kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tay đứt ruột sót, cái này tự nhiên đau đớn. Lâm Tử Hoành còn có khiếp sợ mãnh liệt, lực lượng của hắn chiếm ưu, vậy đồng dạng còn lưu lực hộ thân, hắn khẳng định càng thêm thành thạo điêu luyện hơn Lăng Hàn nhưng tình huống bây giờ là, năm ngón tay của hắn bị bẻ gãy, Lăng Hàn lại không mất một sợi tóc. Cái này còn có thiên lý sao? Lăng Hàn vùng chỉ làm kiếm, điểm về phía chán của Lâm Tử Hoành. Ở trước bước ngoặt sống còn, Lâm Tử Hoành bắn ra ý chí cầu sinh mãnh liệt, không để ý tay phải đau đớn, mạnh mẽ bước ra lùi về sau. Cẩn thận phía sau, Lăng Hàn nhắc nhở, nhưng Lâm Tử Hoành làm sao nghe kẻ địch, hắn lấy trưởng gõ chống trận, gần như thế, Lăng Hàn tuyệt đối chạy không được. Chết, chết đi cho ta, tay hắn vẫn không có chạm đến chống trận, chỉ cảm giác trong lòng lạnh lẽo, liền gặp một đoạn mũi kiếm từ lồng ngực của mình xuyên ra ngoài. Tiên ma kiếm, hắn lại quên còn có một đại sát khí như thế, chính như trước tiên ma kiếm cho hắn áp lực quá lớn, để hắn quên mất lăng hàn, hiện tại lăng hàn đồng dạng cho hắn áp lực sinh tử, để hắn cũng tạm thời quên mất tiên ma kiếm, nhưng đây là chí mạng. Tiên kiếm vào thể, hơn nữa còn đâm trúng trái tim, cái này còn làm sao cứu. Sát khí lan tràn trong cơ thể lâm tử hoành, trái tim của hắn đổ nát, nhất thời chịu trọng thương, nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất, bởi vì sát khí đang xung kích thức hải cùng đan điền của hắn. Đan điền bị hủy, tu vi hoàn toàn biến mất, thức hải phá nát, là hồn phi phách tán. Lâm Tử Hoành sợ đến xanh mặt, thời khắc này hắn thật cảm giác được tử vong đến gần. "Cứu ta." Mắt hắn đột nhiên sáng lên, nhìn Lăng Hàn kêu lên. Lăng Hàn sợ hết hồn, đây là kỳ hoa gì a, à, lại còn hướng mình cầu cứu. "Ta chính là thiếu tộc chủ của An Viễn chi mạch." người chỉ là khách khanh nho nhỏ ta lệnh cho ngươi lâm tử hoành hét lớn hắn liều mạng áp chế sát khí trong cơ thể mở rộng nhưng đây là lực lượng quy tắc tiên kim tự có lực phá hoại mạnh há là tinh thần cảnh có khả năng đối kháng có thể nói như vậy ngay cả sáng thế cảnh bị một kiếm đâm chúng yếu hại vậy đồng dạng phải bị trọng thương nhiều nhất miễn cưỡng khống chế thương thế nhưng đừng hòng tự lành lăng hàn không khỏi im lặng đến hiện tại tên này còn khoe khoang cảm giác yêu việt sao ta tặng lâm vũ khởi cho ngươi Lâm Tử Hoành thét to, sắp không kịp rồi, sát khí đã tới ít hầu, tới bụng dưới, cách thức hải và đan điền chỉ một bước. Này vốn không phải của ngươi, tại sao có thể tặng chứ? Hơn nữa, ta đối với Lâm Vũ Khởi chưa từng có ý nghĩ, là chính ngươi nghĩ đơn phương. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ cứu người. Lâm Tử Hoành lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng thời cũng có hối hận, đến lúc này Lăng Hàn không có tất yếu lửa gạt mình. Đều do hắn hẹp hòi, không, cuối cùng là bởi vì hắn quá cao cao tại thượng, ngay cả tình địch mờ ảo thì đã làm sao, đưa tay liền xóa đi, ngược lại thế nhân ở trong mắt hắn đều như run dế. Tâm thái như vậy, mới để hắn trắng trợn không kiêng rè, coi trời bằng vung. Nhưng tuyệt vọng, hối hận như vậy chỉ một cái thoáng qua rồi biến mất, sau một khắc hắn liền trở nên điên cuồng, nếu nhất định phải chết, hắn muốn kéo lăng hàn theo. Bảo, hắn quát, chủ động đổ nát đan điền, hai viên tinh thần kịch liệt pha chạm, gợi ra năng lượng bão táp đáng sợ. Một tên cường giả tinh thần cảnh tự bạo, cho dù chỉ là trung cực vị, nhưng uy năng đủ để sánh ngang một đòn toàn lực của hằng hà cảnh tiểu cực vị, thậm chí trung cực vị, nhất thời, năng lượng đáng sợ hình thành cuồng chiều, lấy lâm tử hoành làm trung tâm, đánh về phía bốn phương tám hướng. Đòn mạnh nhất của hằng hà cảnh, tinh thần cảnh nào có thể kháng cự? chương 1467, chắp tay nhường cho. Thân thể của lâm tử hoành đổ nát, thần hồn của hắn xuất khiếu, sát khí của tiên ma kiếm như ảnh tùy hình, nhưng còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi, hắn muốn tận mắt nhìn Lăng Hàn bị hắn giết. Thân hình Lăng Hàn lóe lên, đã tiến vào trong hắc tháp, lúc này tội gì phải cậy mạnh, đi kiểm tra thể phách của mình có gánh vác được một đòn của hằng hà cảnh hay không. Sau đó, hắn một cước vừa đi ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như không hề rời đi. Nhìn thấy Lăng Hàn yên lành đứng ở trước mặt của mình, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có nhăn, thần hồn của Lâm Tử Hoành vặn vẹo, phát ra rít gào không cam lòng. Nhưng sát khí của tiên ma kiếm cuốn qua, thần hồn của hắn cũng trong nháy mắt khô héo. Lần này thực sự là thần hình câu diệt, ngay cả một chút xíu di thể cũng không hề lưu lại. Cũng coi như chấm dứt một đoạn nhân quả, lang hàn từ tốn nói, đưa tay thu không gian linh khí của lâm tử hoành. Vừa nhìn, sách, không hổ là con trai của tộc trưởng, không chỉ chân nguyên thạch hơn trăm triệu, hơn nữa còn có rất nhiều thần thiết, dược liệu, cực kỳ quý giá. Đương nhiên, giá trị to lớn nhất chính là cái chống trận này cái mặt chống trận này cao nhất có thể phát huy ra quy tắc của hằng hà cảnh. Lăng Hàn cầm chống trận, cái này quá cổ lão, thật giống như vứt xuống đất thì sẽ tan nát. Có điều, ở trong tay của tinh thần cảnh, hẳn là không đạt tới độ cao như vậy, bằng không trái tim của ta đã nổ tung, mà không phải bị thương. Đây là trí bảo của An Viễn Nhất Mạch, ở trước mặt người của Bảo Lâm Các, ta vẫn không nên lộ ra ngoài, chuyện này quả thật không khác ở trên trán viết vài chữ, Lâm Tử Hoành là ta giết. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Tử Hoành xác thực không phải ta giết, hắn là tự bảo. Ha ha, có điều chỉ cần không ở vân đính tinh, cái chống trận này liền có thể tùy tiện dùng, đặc biệt đi tới tứ phương tinh vực, ta có thể bước vào hàng hà cảnh, cái này cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Quan trọng nhất vẫn là tiên ma kiếm, không hổ là tiên kiếm, chỉ cần bị chém chúng thân thể, chỗ yếu hẳn phải chết, không chúng chỗ yếu, thì phải bảo vệ vị trí bị thương, bằng không sát khí lan tràn, vẫn là sẽ chết. Đây là quy tắc cấp bậc cao hơn, cho dù tiên ma kiếm vẫn không có chân chính lên cấp tiên khí, nhưng đã siêu thoát thần khí phổ thông. Một bên lăng hàn thu thập chiến lợi khí, một bên ở trong lòng lầm bẩm nói. Hắn cho mình 6 ngày đi dạo, ngày thứ 7 nhất định phải chạy tới chỗ then chốt, vạn nhất nơi kia cũng có thái dương điện, có thể để cho hắn gợi ra cộng hưởng, hấp thu lực lượng trong đó, hắn không phải có thể bước thêm một bước sao. Hào hứng càn quét, nơi này chính là thiên hạ của thần dược, giá trị vô cùng lớn, để lăng hàn thu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng, tầng này trung quy không giống tầng thứ nhất, yêu thú không phải là lăng hàn nói thu liền có thể thu, có ý thức của mình, tất nhiên trước tiên phải đánh bại mới được, có khả năng đánh bại, còn cần thu vào trong hắc tháp sao. Yêu thú nơi này đều phối hợp thần dược, nhưng không lấy thần dược làm thức ăn, mà hấp thụ dược lực do thần dược lan ra, từ đó theo cùng một chỗ mạnh mẽ. Đại bộ phận yêu thú là nhật nguyệt cảnh, lăng hàn một tay liền có thể chấn áp, nhưng cũng có tinh thần cảnh, cái này hơi phiền toái một chút, gặp gỡ tinh thần cảnh đại viên mãn, vậy thì ngay cả Lăng Hàn cũng phải vòng qua, trước dẫn yêu thú chạy xa, sau đó sẽ quay đầu lại hái thần dược. Ở khi không có người, Lăng Hàn từng thử chống trận, đối với tinh thần cảnh đại viên mãn lực sát thương có hạn, có thể thương tổn được, nhưng sẽ để yêu thú trở nên càng thêm điên cuồng. Đáng sợ nhất chính là, nơi này còn có một lão quy hằng hà cảnh, to lớn như núi, trên lưng của nó có một loại thần dược cấp 13, là một cây trà, tên thiện đạo trà. Lá cây muốn thành trà đương nhiên cần đan sư luyện chế, để luyện ra thiên địa ý cảnh cùng quy tắc trong đó thưởng thức có thể giúp ngộ đạo đối với võ giả hằng hà cảnh trở xuống đều có giúp ích lang hàn nghĩ tất cả biện pháp nhưng đối mặt tồn tại hằng hà cảnh vậy một tia khí thức vào tới hắn liền vác không được cái này vẫn là lão quy kia vẫn đang ngủ say bằng không nếu nó chủ động triển khai sát phạt tầng thứ hai này tuyệt không có bất kỳ sinh linh sống được lang hàn ở đây bỏ ra hai ngày thời gian thậm chí ngay cả vô tương thánh nhân cũng bị hắn ném ra ngoài vẫn vô dụng vị thánh nhân này dùng để dọa người quả thật không tệ, nhưng lão quy vẫn đang ngủ say, gọi cũng gọi bất tỉnh, làm sao dọa. Hơn nữa, trên đầu không có đồng hồ cát, người này vừa ra tới liền cảm thấy chuột dạ, bị dược vương quật bài xích ra ngoài, lăng hàn vội vàng thu vô tương thánh nhân về, miễn không được lại bị vị thánh nhân này nguyền rủa một trận. Quên đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hảo nam cũng không tính đến được mất tí tẹo này. Hắn tự an ủi mình, nhưng gương mặt vặn vẹo, trăm phần trăm là nghĩ một đằng nói một nẻo than thở tầm đó, Lăng Hàn đi tới mấy địa phương có giá trị, vẫn có thu hoạch không nhỏ, cuối cùng đi tới cuối tầng này. Tẩy chân điện, Lăng Hàn nhìn ba chữ phía trên cung điện, tương tự phát hiện lực lượng nào đó phong ấn ở bên trong, nhưng để hắn phiền muộn chính là, hắn không cách nào sản sinh cộng hưởng, từ đó thu lấy nguồn lực lượng này. Hắn cực kỳ phiền muộn, cái này đại diện cho một tiểu cảnh giới nhỏ A, có thể bớt đi hắn chỉ ít mấy trăm năm khổ tu. Hắn không cam lòng, không ngừng thử nghiệm, ngược lại thời gian còn nhiều, hắn không vội một ngày một đêm đi qua hắn vẫn không có tiến triển không thể làm gì khác hơn là từ bỏ soái ca âm thanh ngọt ngào vang lên chỉ thấy lâm vũ khởi phong thái yểu điệu từ phương xa đi tới ở một bên vung vẩy cánh tay tay áo cởi ra lộ ra một đoạn cánh tay ngọc khiến người ta tim đập thình thịch cũng còn tốt nơi này tinh thần cảnh không đủ trăm vị ai lại dám nhìn chằm chằm cường giả như vậy lộ ra ánh mắt dại gái chứ lăng hàn gật gù đột nhiên trong lòng hơi động chờ đối phương đến gần mới nói. Có muốn một hồi tạo hóa hay không? Lâm Vũ khởi lộ ra vẻ hoài nghi nói. Người có phải là muốn lừa tỷ tỷ lên giường không? Hi hi, yêu thích tỷ tỷ thì cứ nói thẳng, tỷ tỷ cũng không phải không thể suy tính một chút gả cho ngươi, sau này mỗi ngày cho ngươi sủng hạnh. Trường 1468, Thánh Dược vừa giống nhau lại không giống nhau. Lăng Hàn không có đi để ý tới, chỉ cần không tiếp lời, vậy nàng khẳng định sẽ nói chán. Hắn chỉ vào ba chữ trên cửa cung nói, trong đó chất chứa ý chí võ đạo của một vị cường giả lưu lại chỉ cần có thể sản sinh cộng hưởng liền có thể tăng cao tu vi thực hay giả lâm vũ khởi hoài nghi nếu châu như thế sao ngươi không thu soái ca vì lừa gạt tỷ tỷ cảm động chiều này của ngươi cũng quá kém có điều cũng coi như ngươi có ý tỷ tỷ vẫn còn có chút cảm động lang hàn nghiêm mặt nói có tin hay không là tùy ngươi nói xong hắn cất bước đi vào trong cung điện mà hắn phát hiện sau khi tiến vào nơi này đồng hồ cắt trên đầu hắn liền đình chỉ lưu truyền. Nói cách khác, có thể ở đây chuẩn bị cẩn thận, lại đi tiến hành kiểm tra. Lâm Vũ khởi nhìn Lăng Hàn tiến vào cung điện, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Hàn không đến nỗi dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy đến lừa gạt mình. Vậy thì xem một chút đi, nàng ngẩng đầu nhìn, hết sức chăm chú, nàng phảng phất cùng ba chữ này đạt được loại cộng hưởng nào đó, nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt, thật giống như muốn xông ra. Đúng là như vậy, nàng vội vã để tâm dẫn dắt, không lâu lắm thân thể mềm mại của nàng tỏa ra thần quang dịu dàng tu vi cấp tốc tăng vọt nếu như lăng hàn nhìn thấy nhất định sẽ hô to không công bằng bởi vì hắn căn bản không có cách nào xúc động ba chữ phía trên kia mà thời điểm ở tầng thứ nhất hắn cũng dùng ba ngày mới gợi ra ba chữ thái dương cung cộng hưởng nào có nhanh như nàng tiểu cực vị đỉnh cao sau một nén hương lâm vũ khởi vui mừng nói đệ đệ anh tuấn người đối với tỷ tỷ tốt như vậy để tỷ tỷ làm sao có thể buông tha ngươi ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi tỉ tỉ ăn chắc ngươi nàng cũng tiến vào cung điện ở tầng thứ nhất càn quét hồi lâu đi tới tầng thứ hai nàng lại không có lãng phí một chút xíu thời gian vì chính là tích lũy thời gian lưu lại ở đây đi tầng thứ năm lấy một loại thần dược cái này cũng là mục đích chủ yếu nàng tiến vào nơi này tiến vào trong tẩy trần điện ở trước mặt chính là một cây thần dược cao tới trăm trượng thiên nguyên đạo quả tại sao lại là loại thánh dược này lăng hàn kỳ quái tầng thứ nhất là loại thánh vương dược này Tầng thứ hai cũng vậy, phải biết càng là đại dược liền càng có tính bài xích, nuốt một viên cùng 100 viên hiệu quả là hầu như không khác. Như vậy ở đây gieo xuống hai cây thiên nguyên đạo quả là có ý gì, là chủ nhân nơi này muốn ban thưởng những người khác sao? Ân, ba chư tẩy trần điện rõ ràng không giống Thái Dương Cung, hiển nhiên không phải cùng một người ghi, nói cách khác, cường giả trong dược vương quật không chỉ một. Cường giả nơi này đều thích thiên nguyên đạo quả sao? Ồ, Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát, nhưng phát hiện, cây thiên nguyên đạo quả này có chút không giống. Thật giống như hòa vào món đồ gì, không còn là thiên nguyên đạo quả thuần túy nữa. Lăng Hàn rất nhanh thì có kết luận, lấy thực lực của hắn hiện tại, làm ra phán đoán như vậy cũng không khó. Đáng tiếc, hắn không có tỉ mỉ quan sát cây thiên nguyên đạo quả ở tầng thứ nhất, nếu không sẽ có lý giải càng thêm sâu sắc. Trái cây sắp chín rồi, Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, một cây thiên nguyên đạo quả chỉ có thể kết ra một trái, ẩn chứa lực lượng cùng quy tắc thiên địa, cho nên mới có danh xương đạo quả. Đối với loại đại dược đỉnh cấp này mà nói, sắp thành thuộc là một khái niệm rất mơ hồ, có thể một năm, có thể mười ngàn năm, cho dù lấy nhãn lực của Lăng Hàn cũng không cách nào phán đoán tinh chuẩn. Dù sao tu vi của hắn bây giờ còn thấp, huống hồ còn có một việc thế sát trận vắt ngang, càng thêm ảnh hưởng lực phán đoán của hắn. Nên đi tầng thứ ba tỉ mỉ quan sát, trong lòng Lăng Hàn nói, hắn đi về phía lối vào, rất nhanh lại xuất hiện ở trong một thạch thất, vẫn là một cái bàn đá, một đồng hồ cát. Phân biệt dược liệu, bắt đầu. Thanh âm lạnh lùng vang lên, thật khéo lại phân biệt dược liệu, kiểm tra bắt đầu, trước mặt Lăng Hàn xuất hiện từng cây dược liệu, nhưng hoàn toàn khác cửa thứ nhất, độ khó ngược lại cũng không thể nói là tăng lên. Lăng Hàn đáp đề như bay, khi đồng hồ cát dùng hết, hắn lần thứ hai đạt được thành tích chói mắt, có thể nhìn thấy, trong đồng hồ cát đình chỉ lưu chuyển trên đỉnh đầu hắn, nhiều hơn rất nhiều hạt cát màu bạc, đồng thời cũng lần thứ hai bắt đầu lưu động. Thời gian có thể cộng lại, Lăng Hàn có kết luận, điều này cũng làm cho hắn bừng tỉnh chẳng trách đồng hồ cát trên đầu lâm vũ khởi vẫn không có trôi hết, nhưng rất sớm liền đến nơi này. Hiển nhiên, nàng muốn đi một tầng nào đó hái thuốc, cần rất nhiều thời gian, bởi vậy ở tầng thứ hai chỉ chạy đi, căn bản không có lãng phí thời gian. Nếu thời gian có thể trồng chất, tại sao còn không ai có thể đi đến cung điện tầng thứ tám? Lang Hàn không hiểu, lâm vũ khởi chỉ nói thời gian không đủ, không có nói tình huống tỉ mỉ. Quên đi, đến địa phương tự nhiên liền biết, Lang Hàn cũng quyết định ngoại trừ đại dược, dược liệu khác đều không thu, hắn muốn đi tầng thứ 9 nhìn xem. Hiện tại, hắn có thể ở tầng thứ 3 lưu lại 13 ngày. Chỉ từ số lượng hạt cát trong đồng hồ cát đến xem, 13 ngày cùng 3 ngày không có khác nhau, nhưng tốc độ trôi qua chậm lại rất nhiều. Đương nhiên, thành tích của hắn chấn thước cổ kim lại được một phần đan phương bao quát từ cấp 1 đến cấp 20 khen thưởng, trong đó có một loại thần dược cấp 11 để ánh mắt hắn sáng lên. Đây là phi hỏa đan, không phải dùng để ăn, mà là dùng để đả thương địch thủ ném phi hỏa đan ra, có thể sản sinh vụ nổ lớn, tương đương với một đòn toàn lực của tinh thần cảnh đại cực vị. Mới nhìn, điều này cũng không có gì quá mức, nhưng nếu như 10 viên cùng một chỗ ném ra, uy lực kia liền lên một nấc thang, sau đó 100 cái, 1000 cái thì sao? Chỉ cần tài lực đầy đủ, vậy làm ra mấy vạn mấy trăm triệu viên cùng một chỗ đập, phỏng chừng hằng hà cảnh cũng thay đổi sắc mặt. Cái này có thể luyện, Lang Hàn lộ ra nụ cười, nhìn vật liệu một chút cái này chủ yếu là dùng một loại dược liệu tên bạo tạc quả, sau đó khắc xuống đại đạo quy tắc hệ hỏa, sau khi xúc động thì sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Thủ đoạn đương nhiên là càng nhiều càng tốt, thạch thất đổ nát, ở trước mặt lăng hàn, xuất hiện không gian tầng thứ ba. Băng thiên tuyết địa, gió tuyết lạnh lẽo, chương 1469, ma già la chi hoa thượng. Nơi này hiển nhiên sinh trưởng thần dược thích hợp trong hoàn cảnh lạnh giá, nhưng hoàn cảnh lạnh giá cũng tạo thành phiền toái rất lớn cho người tiến vào nơi này, khắp nơi là tuyết động, mà ở dưới tuyết động còn có khả năng ẩn giấu sát cơ. Yêu thú sẽ xông tới giết người. Lăng Hàn ra một kết luận, yêu thú nuôi dưỡng ở trong không gian này không có linh trí, càng nhiều chỉ là bản năng dã thú, đặt sinh tồn ở thứ nhất, vì theo đuổi mạnh mẽ sẽ có ý thức săn giết võ giả, ăn tinh huyết. Thật giống như thoát ly thiên địa chân chính, trí tuệ của sinh linh cũng bị hạn chế. Địa đồ tầng thứ ba càng thêm đơn sơ, nhưng Lăng Hàn chỉ cần biết mấy địa phương đại khái, hắn phi thân mà đi, không gian nơi này không ràng buộc được hắn, có thể phi hành chiếm tiện nghi rất lớn. Vẹn vẹn chỉ bỏ ra hai ngày, địa phương nên đi lăng hàn đều đi một lần, thu hoạch không ít. Có điều, đại dược đều bị yêu thú mạnh mẽ tỏa chấn bảo vệ, lăng hàn may mắn dẫn đi một con hái thành công, còn lại đều lấy thất bại kết cuộc, để hắn chỉ có thể than thở, kết thúc lữ trình hái thuốc tầng này, đi tới cung điện tầng thứ ba. Hạo nhiên cung, lăng hàn ngẩng đầu nhìn, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, ba chữ này đã ảm đạm không có một chút lực lượng nào. Ồ, ở trước hắn, có người đã lấy đi lực lượng trong đó. Là lần này, hay là từ thật nhiều năm trước, nếu là trường hợp sau, đại diện cho bí mật này cũng không phải bí mật thuộc về riêng Lăng Hàn, nhưng hẳn là không ở trong tứ đại gia tộc truyền lưu, nếu không, mọi người đều sẽ ở tầng thứ nhất lưu lại cực kỳ lâu. Nhưng vì cái gì kiểu chữ ở tầng cung điện thứ nhất còn có lực lượng lưu giữ? Lăng Hàn gật đầu, lại như hắn không cách nào cùng tầng thứ hai đạt được cộng hưởng, cái này không phải là người phát hiện bí mật trong đó liền có thể thu được chỗ tốt. Người lấy đi lực lượng trong kiểu chữ ở cung điện tầng thứ ba, e là còn muốn đi thu được càng nhiều lực lượng, hoặc là nói, để chỗ tốt như vậy cho hậu nhân của mình, mới sẽ ẩn núp bí mật. Lăng Hàn tiến vào cung điện, nhìn thấy cây thiên nguyên đạo quả thứ ba. Quả nhiên, vẫn có chút không giống, cái này nhất định dung hợp vật gì đó, sinh ra biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì thì ta không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định, cùng tầng thứ hai tuyệt đối không giống. Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát, sau đó vô cùng khẳng định. Sẽ không nói, trong cung điện tầng 9 trồng đại dược cũng là thiên nguyên đạo quả A, à, chính chính là con số cực hạn của thiên địa, chín cây thiên nguyên đạo quả, lại mỗi người có biến hóa, tựa hồ chất chứa ý nghĩa nào đó. Thủ đoạn của dược vương quật kinh người, gieo xuống là thánh vương đại dược, tự nhiên để Lăng Hàn sản sinh ra kiêng kỵ đối với chủ nhân. Cường giả như vậy, cho dù chết, bày xuống hậu chiêu cũng có thể kinh thiên động địa. Lại nói, hắn không phải không có gặp qua người chết sống lại trong bí cảnh. Xa như Tu La Ma Đế, lúc trước bị tháo thành tám khối còn nhảy nhót tưng bừng, còn có thiên hải bí cảnh, hai đại cường giả đều giả chết. Nơi này, sẽ không phải cũng như thế chứ, thật có thể lắm chứ. Lăng Hàn nhìn qua ba tòa cung điện, trên mỗi cung điện lưu trữ đều không giống, nói rõ cường giả nơi này không chỉ một vị. Nếu chín cung đều như vậy, vậy chính là nói, nơi này đã từng có đến chín cường giả. Muốn nói chín người toàn bộ vẫn lạc, không có để lại một truyền nhân, cái này có chút không còn gì để nói. Vậy thì quỷ gì, có điều, ngàn tỷ năm không có chuyện gì, sẽ không đến phiên hắn liền xui xẻo như vậy, đột nhiên xảy ra vấn đề chứ. Lăng Hàn nhún vai, hắn có thiên địa khí vận ra thân, tuyệt sẽ không thảm như vậy. Cửa thứ ba, kiểm tra chính là ghép dược liệu, cái này tự nhiên là sở trường của Lăng Hàn, mà ở trong kiểm tra như vậy, không chỉ có 81 vạn loại dược liệu cơ sở, còn có giống diễn sinh ra, nhưng Lăng Hàn nắm giữ căn bản cho dù chưa từng thấy cũng không sợ, lấy tri thức nắm giữ tiến hành thôi diễn, tỷ suất chuẩn xác vẫn cao tới 100%. Lần này, hắn lại được 10 ngày thời gian, Lăng Hàn thu hồi đan phương, tiến vào tầng thứ tư. Hô, hắn lập tức cảm giác được nhiệt độ cao phả vào mặt, xuất hiện ở trước mặt là từng tòa hỏa diệm sơn, phun ra liệt diễm, chảy xuôi dung nham, không khí cũng bị thiêu đốt đến xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Không cần phải nói, đây là thế giới của thần dược thuộc tính hỏa. Nơi này nói không chắc có bạo liệt quả, bởi vì tầng này tư liệu càng ít, Lăng Hàn cũng không thể máy móc mà triển khai tìm tòi như giải thảm, may là thời gian của hắn có đủ nhiều. Sau 7 ngày, hắn đi tới dưới chân một ngọn núi, phía trước là cây màu đỏ rực rừng, trên lá cây cũng có lửa thiêu đốt, nhưng không có thiêu sạch. Nhìn kỹ, ngọn lửa này rõ ràng chính là những lá cây kia tản mát ra. Trong lá cây, có một trái cây đỏ ngầu, hình như dứa, để Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Bạo liệt quả tìm nhiều ngày như vậy rốt cục vẫn để hắn tìm tới xa 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 lá cây vang lên âm hưởng khác thường lăng hàn phát động chân thị chi nhãn chỉ thấy trên nhánh cây cuộn lại từng con rắn màu đỏ thắm không dài chỉ một hai thước đại bộ phận đều rất yên tĩnh nhưng có mấy con đang ngọ nguậy ăn uống mà bọn chúng ăn chính là bạo liệt quả bạo liệt quả cũng ăn khẩu vị thật nặng cái này nếu gọi bạo liệt quả tự nhiên là bởi vì sẽ nổ tung những xích xà này thật là làm sao không sợ nổ tung cái bụng chứ Lăng Hàn không dám ra tay đánh nhau ở nơi này, bạo liệt quả cực không ổn định, hơi bị lực lượng xung kích sẽ nổ tung, hắn không phải là đến càn quét bầy rắn. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra chống trận. Oanh, hắn vỗ một cái, mục tiêu khóa chặt một con xích xà, thân thể con rắn kia nhất thời cứng đờ, từ trên cây rớt xuống. Tim mật đều nứt, thân thức bị nát, tự nhiên là chết tươi. Đùng đùng đùng, hắn không ngừng kích chống, từng con xích xà như trời mưa từ trên cây rơi xuống. Tuy sinh linh nơi này không có khai hóa trí tuệ, nhưng bản năng sinh tồn vẫn có, xích xà còn lại nhìn chằm chằm Lăng Hàn, khởi sướng công kích về phía hắn. Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không phải sợ những con rắn này, mà là lo lắng ra tay sẽ làm nổ trái cây, các ngươi đã chịu ra, vậy thì không thể tốt hơn. Thiên uy giật động, đùng 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 đùng, nhất thời có mấy trăm con xích xà lật ngửa, chính là bá đạo như vậy, chỉ cần thực lực kém Lăng Hàn, thì căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp tim mật dọa nứt chương 1470, ma già la chi hoa hạ. Nhưng còn có nhiều đến trăm con xích xà bơi về phía lăng hàn, trăm rắn đi ngang, ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang xào sạc, thật giống như có một loại ma lực nào đó, để lăng hàn sinh ra một luồng khó chịu mất tập trung. Vẫn tính có chút thực lực, lăng hàn vận chuyển nguyên lực, nhất thời cố thủ tâm thần, hắn hét dài một tiếng, phù song âm rung động, ép xuống âm thanh của trăm rắn du hành. Xeo xeo xeo, những xích xà bắn lên, phát động đánh mạnh về phía lăng hàn, từng con đều như mũi tên nhọn. Lăng Hàn đấm ra một quyền, quyền lực khủng bố rung động, nhất thời có 7 con xích xà bị ép thành thịt cạn. Đây là lực lượng mang tính áp đảo, lại ra mấy quyền, xích xà còn lại không dám công nữa, mà như thủy triều thối lui, cũng không trở lại rừng cây, mà triển khai đại di cư. Lăng Hàn không chút khách khí thu cả rừng cây vào trong hắc tháp, một gốc cũng không thiếu, cứ như vậy, hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu lấy bạo liệt quả, luyện ra lượng lớn phi hỏa đan, xem ai khó chịu liền đập ai quét sạch nơi này, Lăng Hàn đã không có tất yếu lưu lại tầng thứ tư, hắn đi tới phần cuối của tầng này. Đấu kiếm cung, Lăng Hàn nhìn biển chữ, nhẹ giọng đọc, trong nháy mắt như vậy, hắn phát hiện bắt đầu cộng hưởng với ba chữ này, nguyên bản ba chữ bất động thật giống như hóa thành ba thanh kiếm, múa lên, sụp sôi, xung kích cửu trùng thiên. Thất thần một cái liền kéo trở về, hắn thình lình phát hiện ba chữ trên đỉnh đầu đã ảm đạm phai mờ, mà tu vi của hắn thì tiến thêm một bước nữa, đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ. Nếu như có thể ở đây đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao, vậy sau khi rời đi, vừa vặn thừa dịp thời gian vượt qua tinh vũ bế quan, xung kích chung cực vị. Lăng Hàn đầy cõi lòng ước mơ, còn có năm cung điện, chỉ cần vận khí của hắn hơi tốt một chút xíu, liền có thể đạt thành mục tiêu. Quả nhiên, vẫn là thiên nguyên đạo quả, nhưng biến dị, hòa vào vật gì đó. Cửa thứ tư, kiểm tra chính là phân biệt dược liệu trộm lẫn. Lăng Hàn lần thứ hai đạt được thành tích tốt nhất, được 10 ngày lưu lại, dựa theo dáng dấp như vậy, Thời điểm đến tầng thứ 8, phòng trường hắn chỉ ít có thể lưu lại 40 ngày. Cái này vẫn chưa thể tìm tới cung điện tầng thứ 8, Lăng Hàn sẽ nhận mệnh. Thu lấy thẻ ngọc đan phương, Lăng Hàn đi tới tầng thứ 5. Bầu trời là màu xám đen, sương mù dày đặc, tỏa ra tử khí. Đây là một tử vong chi địa, đại địa quạnh hưu, phóng tầm mắt nhìn lại không có một chút xíu dấu vết sinh mệnh. Nơi hoang vu như vậy, sẽ đản sinh ra thần dược gì? Liên quan tới nơi này, trên bản đồ chỉ có một cái đánh dấu. Ma già la chi hoa, lăng hàn lẩm bẩm nói, cây thần dược này đạt tới cấp 16, có điều nói là thần dược, không bằng nói là độc vật. Ma già la là một loại cổ ngữ, ý nghĩ đại diện cho tử vong, mà độc hoa này cũng không phụ tên này, thời gian hoa nở, hương thơm tung bay vạn dặm, có thể độc giết tất cả, ngay cả hàng hà cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe thấy được hương hoa, liền ý nghĩa vĩnh viễn an nghỉ. Mà loại hoa độc này giá trị ở chỗ, nếu lấy được hoa trước khi nở, vậy ngày sau chỉ cần lấy nguyên lực thôi thúc, có thể lập tức nở rộ, giết chết toàn bộ người không có cầm hoa trên tay. vậy thì đáng sợ, nếu như ai hái được hoa này, liền bằng đại sát khí để cường giả hằng hà cảnh cũng run rẩy. hơn nữa, lần này vừa vặn là ma già La Chi hoa sắp nở, nếu ai có thể hái xuống, vậy gia tộc, chi mạch đối ứng không thể nghi ngờ sẽ nắm giữ quyền lên tiếng kinh người, đủ để bảo đảm vạn cổ trường tồn. có phải nên đi xem không? Lang Hàn thầm nghĩ, ngược lại hắn phải này đi dạo ở chỗ, vậy liền thuận tiện đi. hắn đi tới. Sau hai canh giờ, phía trước xuất hiện một thung lũng, tất cả là nham thạch màu xám đen, mà ở giữa thung lũng lại có một cây kỳ hoa sắc thái ban lan, thân cây như người, làm hình nâng tay, trong hai tay thì kết ra một đóa hoa, cánh hoa đóng chặt, vẫn không có nở ra. Bốn phía thung lũng có gần trăm người bảo vệ, hiện tại còn không phải thời cơ hái ma già la chi hoa tốt nhất. Sách tranh thần dược từng nói, cần toàn bộ cánh hoa biến thành màu tím đậm, lúc này chính là thời điểm sắp nở, lấy xuống mới có dược lực tốt nhất. Bởi vậy, những người này bảo vệ ở đây cũng có thể lý giải. Cánh hoa biến hóa rất nhanh, vừa bắt đầu vẫn là màu đỏ, nhưng rất nhanh đã biến thành màu tím nhạt, chiếu tốc độ như vậy, không hơn nửa canh giờ liền có thể đạt đến màu tím đậm. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, tất cả mọi người ở nơi này đều là tinh thần cảnh, Lâm Vũ khởi tự nhiên cũng ở trong đó. Nhìn đồng hồ cát trên đỉnh đầu bọn họ, theo tốc độ chảy đến tính toán, người kém cỏi nhất cũng có thể ở đây 2 ngày, dài nhất nhiều đến 7 ngày. Hiển nhiên, Lúc trước bọn họ không có lãng phí một chút xíu thời gian, đều đến thẳng nơi đây, vì là chính cây ma giả la chi hoa này. Bọn họ còn lợi dụng quy tắc cộng dồn ở trong cung điện, làm điều chỉnh, mới sẽ ở thời điểm vừa vặn như thế xuất hiện, bảo đảm có đầy đủ thời gian cướp giật. Lăng Hàn cũng không hiện thân, mà đứng ở đỉnh chóp thung lũng, dự định trước ngồi nhìn. Lâm tử hoành cầm trí bảo trong tộc đến, hiển nhiên cũng vì cây ma giả la chi hoa này, thời điểm cùng Lăng Hàn đối chiến dùng chỉ là vừa vặn. Nếu An Viễn Nhất Mạch cũng có thể lấy ra bảo khí như vậy, chi mạch khác thì sao? Ba gia tộc lớn khác thì sao? E là bảo vật như vậy còn rất nhiều, chỉ là một chống trận liền đáng sợ như vậy, không nói những người này mỗi người đều mang theo trí bảo, nhưng chỉ cần có một nửa người mang theo, lang hàn liền đau đầu. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn ngồi bàng quang, trước xem tình huống một chút. Dù sao hắn đối với loại độc chất này không có nhu cầu quá mãnh liệt, tự tin bản thân vô địch, cùng lắm lại qua mấy trăm năm, Hắn khẳng định có thể tu đến hàng hà cảnh, sức chiến đấu bản thân có thể nghiền ép tất cả, hà tất ỷ lại hoa độc. Hắn cũng không có hết sức ẩn giấu thân hình, bởi vậy cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn tự nhiên lập tức phát hiện hắn, nhưng không vạch trần, chỉ lộ ra vẻ khinh thường, tiểu cực vị mà thôi, coi như chim sẻ ở đằng sau thì đã làm sao. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, ma già La Chi Hoa cũng đến thời gian hái tốt nhất. Không có một người ra tay, hiện tại nếu ai ra tay, nhất định sẽ trở thành cái đích sống mặc ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng bị chừng trăm người vây công, vậy sẽ rất thảm, dù sao người dám tới nơi này, ai không có mang theo đại sát khí. Chương 1471, yêu thú minh giới hiện. Đây chỉ là tạm thời, rất nhanh có một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, trên tay mang theo một thanh đại đao, tóc trắng phơ, nếu không phải da thịt trong suốt như ngọc, mới nhìn sẽ cho rằng hắn là lão đầu tử. Lúc người này đi ra, phía sau còn có mười mấy người đi theo, mỗi người mang theo thần khí, có đao có kiếm có thương có phủ, khuếch đại nhất chính là có một người còn cầm cây đuốc. Ha ha, nếu các vị không chịu ra tay, liền để thi tân ta đến thu ma giả la chi hoa này. Hắn nhanh chân mà đi, phía sau lại có hơn 10 người đi theo, hình thành tư thế công thủ đồng minh. Hiển nhiên, những người này ở trước đó đã đạt thành một loại hiệp nghị, hiện tại bảo vệ thi tân, nếu như chỉ là hai, ba cái tản mạn đi tới, vậy tuyệt đối là trong nháy mắt bị đánh thành cho cặn. Thiên địa kỳ vật, cường giả chiếm được, thi tân, người còn chưa xứng lại có người đứng dậy tương tự mang ra mười mấy người lấy một loại ước định nào đó hình thành công thủ đồng minh cũng không chỉ có nhóm thi tân vậy thì chiến thôi hai sáu người lập tức đánh tới cuộc chiến đấu này rất kịch liệt chiến đấu cấp tốc lan tràn để càng nhiều người gia nhập cuối cùng toàn bộ thung lũng loạn thành một đoàn hơn trăm người ra tay đánh nhau đều muốn cướp đoạt ma giả la chi hoa rõ ràng có bốn đoàn thể càng mạnh hơn phân biệt đối ứng tứ đại gia tộc bọn họ là mấy chi mạch liên hợp kết thành đồng minh Cùng tiến cùng lùi, phát động xung phong về phía độc hoa. Cũng may nhờ có bốn đoàn đội chống đỡ, kiềm chế, bằng không chỉ có một nhánh, những người khác cho dù chiếm ưu thế nhiều người cũng không nhất định chặn được, dù sao tâm không đồng nhất, sức chiến đấu khó có thể phát huy. Lăng Hàn nhìn mà gật đầu không ngớt, những người này quả nhiên đều mang theo đại sát khí, hầu như có thể phát huy ra sức chiến đấu của tinh thần cực cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nhưng giới hạn ở cảnh giới cho dù là tinh thần cảnh đại viên mãn cũng không cách nào thôi phát ra cực cảnh đỉnh cao, cũng chính là sức chiến đấu của hàng hà cảnh. Xem ra, muốn đánh vỡ hạn chế đại cảnh giới cần thánh khí mới có thể làm được. Trong thung lũng, các loại ánh sáng ong ánh, lực lượng đáng sợ phun trào, lang hàn tự nghĩ lấy thể phách của hắn nếu mạo muội chạy vào, vậy không cần mấy lần liền ra chóc thịt bong, coi như là thần cốt cũng sẽ gãy vỡ, nát tan. Thẻ, đại địa phát ra tiếng vang vọng, hiện ra một cái khe to lớn, mới đầu lăng hẳn còn tưởng rằng là những người này quá mạnh đánh ra nhưng rất nhanh thì phát hiện không đúng trong cái khe này có khí thức màu đen tản mát ra rất nhanh thì bao phủ toàn bộ thung lũng ầm um, một cái chân như trường mâu to lớn từ trong khe thò ra sau đó lại có một trường mâu thò ra khoát lên biên giới cái khe đón lấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện toàn thân đen kịt đây là một con bọ ngựa chỉ là hình thể quá to lớn hai trường mâu kia là hai cái chân lớn nó không chỉ toàn thân đen kịt hơn nữa cả người quấn quanh khí thức màu đen, có một loại tà tính không nói ra được. Yêu thú minh giới, mọi người kinh hãi, nơi này không phải chiến trường hai giới, làm sao sẽ chạy đến một yêu thú minh giới. Xoạt, con bọ ngựa này sẽ không lưu ý bọn họ kinh ngạc, lập tức vung tay đao chém tới. Đừng nhìn nó lớn đến kinh người, nhưng tốc độ xuất đao cực nhanh, lóe lên mà thôi, cũng đã giết tới trước mặt một người, chặn ngang chém tới. Phốc, máu tươi bắn lên, người kia cực kỳ khiếp sợ, đao này thực quá nhanh, hoàn toàn có thể so với lôi đỉnh kiếm pháp của Lăng Hàn, bởi vậy người kia căn bản không chống đỡ được, bị chém thành hai đoạn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun ra trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, chỉ thấy khí tức màu đen không ngừng lan tràn ở trên người, trong nháy mắt liền để máu thịt của hắn khô héo. Quy tắc thiên địa của minh giới, đại diện cho phá hoại. Thần hồn của hắn thoát khiếu mà ra, kích hoạt thần khí, bao bọc thần thức của hắn hốt hoảng bỏ chạy, nếu như lại bị chém một đao, hắn liền hình thần câu diệt, Tình cảnh này chỉ là chuyện trong thời gian ngắn, tất cả mọi người là cường giả tinh thần cảnh, tự nhiên lập tức chấn định tâm thần, dồn dập giật động thần khí trong tay công kích bọ ngựa. Hiện tại đương nhiên không phải thời điểm nội đấu, hơn nữa con bọ ngựa này rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, nếu như bọn họ còn không đoàn kết đối ngoại, e là tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết. Đại chiến nổi lên, con bọ ngựa này thực sự là cực kỳ lợi hại, tu vi đạt đến cực cảnh hậu kỳ, mạnh mẽ lấy sức một người đối kháng chừng trăm người vây công, còn không rơi xuống hạ phong, cho thấy thực lực bất phàm. Trừng trăm tên cường giả tinh thần cảnh ra hết tuyệt chiêu, đừng nói con bạo ngựa này đến từ minh giới, dù đồng dạng đến từ thần giới thì đã làm sao, dám to gan ngăn cản bọn họ đạt được thần dược, vậy cũng chỉ có bị bọn họ ép bằng Từng kiện thần khí mạnh mẽ bị thôi phát, lấy tiêu hao lượng lớn nguyên lực của người thi thuật, thậm chí chút ít tuổi thọ để đánh đổi, bùng nổ ra uy năng để lang hàn cũng khiếp đảm. Cực kỳ tiếp cận hàng hà cảnh, ở dưới cuồng oanh loạn tạc, chủ yếu là số lượng thực sự quá nhiều, hơn trăm người cầm bảo khí cấp bậc hằng hà cảnh oanh kích, cho dù không đạt tới uy năng hằng hà cảnh, nhưng con bọ ngựa này cũng không phải hằng hà cảnh a. Nó rất nhanh thì vết thương đầy giấy, cả người che kín máu đen, thiêu đốt thành khí tức màu đen, bốc hơi, có vẻ càng ngày càng quỷ dị. Nếu như ở bên ngoài, vậy mặc kệ là người hay yêu thú, không địch lại liền chạy, nhưng ở đây, yêu thú đều có chút thẳng thắn, còn bọ ngựa này càng là tử chiến không lùi. Khoan hãy nói, Thật bị nó trọng thương mấy người, chém xuống thân thể, nhưng còn không cách nào một đòn chí mạng để thần hồn chạy ra, nhưng bởi vậy, những người này cũng mất đi tư cách tranh cướp. Có điều, những người này cũng thật có thể chống, một ngày trôi qua vẫn không lùi, mà sắc mặt của mọi người cực kỳ khó coi, bởi vì thời gian bọn họ ở tầng thứ 5 có hạn, chẳng bao lâu nữa sẽ có một bộ phận người bị tiến lên đường. Cứ kéo dài tình huống như thế, bị con yêu thú này mài đến nghịch chuyển cũng không phải là không có khả năng. Đồng tâm hiệp lực nếu không, nhà nào cũng không có phần. Có người lớn tiếng nói, được, mọi người gật đầu, được ma già La Chi Hoa, này tuy có một gia tộc, một chi mạch sẽ trở nên cực kỳ hung hăng, nhưng thực lực của Bảo Lâm Các sẽ tùy theo tăng lên, trở nên càng thêm vững chắc, đây là đại tiền đề, phù hợp lợi ích lớn của tứ đại gia tộc. chương 1472, người nhìn thấy chó của ta sao? Mọi người không từng người tự chiến nữa, mà kết thành một trận pháp nào đó, tăng thêm sức chiến đấu. Bởi vậy, bọ ngựa liền không chống đỡ được, bị oanh ngang, hai tay đao bị đánh bay, sau đó sọ não cũng bị nổ ra một lỗ thủng to, đây là vết thương chí mệnh. Quái vật khổng lồ kia ầm ầm ngã xuống, máu đen chảy đầy đất, tỏa ra khí tức tà ác, để nơi này càng thêm quỷ dị. Đồng minh vừa mới hình thành trong nháy mắt tan rã, mọi người lần thứ hai phát sinh loạn đấu, đều nhằm về phía cây ma giả La Chi Hoa. Lang Hàn vẫn nhìn, cảm thấy tẻ nhạt, dưới tình huống như vậy hắn không có khả năng đục nước béo cò, ngược lại hắn cũng không thèm đi chỗ khác dạo thôi đúng lúc này trong lòng hắn đột nhiên bay lên một luồng hàn ý không cách nào hình dung trên trán nhất thời có mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống tựa như dòng suối nhỏ trên đất có thêm một cái bóng ở ngay bên cạnh hắn phía sau hắn lại không biết lúc nào nhiều hơn một người lang hàn suýt chút nữa trực tiếp tiến vào hắc tháp nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống nếu người này muốn ra tay thì sẽ không để cho hắn phát hiện nhưng dù như vậy hắn vẫn lấy tốc độ thật chậm xoay người lại trong quá trình này sau lưng lang hàn ướt đẫm chỉ cảm thấy vác lấy một ngọn núi lớn áp lực vô cùng Lăng hàn biết người phía sau khẳng định mạnh đến không cách nào hình dung bằng không chỉ cảm giác nguy hiểm là không đủ để cho hắn như vậy suốt cục hắn quay người lại thời khắc này mặc cho phía dưới chiến đấu hừng hực khí thế kinh thiên động địa ở trước mặt hắn lại bình tĩnh không lay động thật giống như lỗ tai của hắn điếc rồi ở trước mặt hắn đứng một người chỉ là cái này thật có thể nói là người sao. Đây là một lão nhân, tròm dâu bạc trắng, nhưng quỷ dị chính là, hắn không có con ngươi, chỉ còn dư lại hai cái hốc mắt, đen thấm, phảng phất có thể nuốt chừng tất cả. Hắn mặc một đạo bào màu vàng nhạt, rõ ràng rất tiên phong đạo cốt, nhưng bởi vì cặp mắt kia, lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị không cách nào hình dung. Lăng Hàn vốn là mồ hôi lạnh ướt lưng, hiện tại càng có một loại cảm giác hô hấp muốn đình trệ. Lão giả này cũng nhìn thấy Lăng Hàn xoay người, mở miệng nói. Chó của ta đâu, ngươi nhìn thấy chó của ta không? Nếu như đổi thành trường hợp khác, Lăng Hàn nghe nói như thế có thể sẽ bật cười, nhưng hắn ngơ ngác phát hiện, lão giả há miệng ra, trong miệng lại không có răng. Không không không, không chỉ không có răng, còn không có đầu lưỡi, yết hầu, cái gì cũng không có. Nhìn lại hốc mắt không có con ngươi, Lăng Hàn đột nhiên bay lên một suy đoán để cả người hắn phát lạnh, lão giả này sẽ không phải chỉ là một tấm da người chứ? Dù hắn gan to bằng trời, hiện tại cũng nổi da gà hắn mạnh mẽ chân định nói vãn bối không nhìn thấy chó của tiền bối há không nhìn thấy a à, vậy ta tìm người khác hỏi một chút lão giả nói đi qua bên người của lăng hàn từng bước từng bước đi xuống vách núi tiến vào thung lũng tốc độ nhìn như khô bê dê nhanh nhưng một bước bước ra lại mấy dặm đây là đột phá không gian trong lòng lăng hàn khiếp sợ khi ánh mắt của hắn đảo qua sau gáy lão giả không khỏi càng thêm ngơ ngác bởi vì có một cái khe hết sức rõ ràng có thể nhìn thấy, lão giả này chỉ còn sót lại một tấm da đẫm máu. Đây là cái quỷ gì? Chỉ còn dư lại một tấm da người, nhưng còn có thể như người sống bình thường chạy loạn khắp nơi, thực lực vẫn như cũng mạnh đến nỗi kinh thiên động địa, mà làm việc thì càng thêm quái lạ. Có thấy chó của ta hay không? Dường như khôi hài, nhưng sẽ chẳng ai cảm thấy buồn cười, chỉ có thể phát lên hàn ý vô tận. Trong cốc, nhiều cường giả đang ác chiến, mà một vị khách lặng yên đi tới. Hàn đào, đây là một nhân tài mới xuất hiện của hàn gia, tu luyện chỉ 90 vạn năm, cũng đã bước vào tinh thần cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, hắn có thể có tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy, cũng là gia tộc cố ý bồi dưỡng, vì chính là lần tranh cướp này. Đáng tiếc, tuy hắn thiên tư ngang dọc, thực lực phi phàm, nhưng gia tộc, chi mạch khác cũng không phải không có hạ tiền vốn, cảnh giới của hắn cũng không chiếm ưu thế, cho dù mang đến bảo khí đứng đầu trong tộc cũng không cách nào lực ép mọi người, độc chiếm thứ nhất. Thời điểm hắn buồn bực mất tập trung, một thanh âm vang lên ở bên tai của hắn chó của ta đâu ngươi nhìn thấy chó của ta sao cầu muội muội ngươi a à? nguyên bản tâm tình của hàn đào rất tệ giờ khác này bị người ở bên tai hỏi một câu không hiểu ra sao như thế để hắn suýt chút nữa nổi khùng nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài trong nháy mắt liền sợ đến dòng máu khắp người muốn đóng băng ai lại có thể tiếp cận mình như vậy hắn ngơ ngác không thể tin mà run cầm cập sau đó chậm rãi quay đầu liền nhìn thấy một lão giả nhưng hai mắt chỉ còn dư lại hố máu khiếp người không nói ra được cho dù hắn là cường giả tinh thần cảnh, trong đời cũng trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng lúc này lại suýt chút nữa gọi mẹ. Không phải hắn không thể tả, mà là lão giả này quá mạnh quá tà, lặng yên không một tiếng động liền ảnh hưởng đến hắn, trước lăng hàn cũng sợ đến run chân, cái này không quan hệ tâm tính, chỉ là bởi vì lão giả này quá mạnh mẽ. Nhưng hàn đào không có thần kinh mạnh mẽ như lăng hàn, không tự chủ được mà lui về phía sau. Chó của ta đâu, ngươi nhìn thấy chó của ta sao? Lão giả di động bước chân, gương mặt hầu như là kề sát ở trước mặt hàn đào. Hàn đào có thể thấy tất cả chi tiết nhỏ trên mặt lão giả, làn da màu đỏ ngòm, hốc mắt có chút vết máu, thậm chí miệng trống rỗng. Hắn trong nháy mắt dâng lên một ý nghĩ, ra người, hắn nhất thời sợ đến toàn thân dựng lông, từng sợi tóc thẳng lên, chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng, thật giống như muốn nổ tung. Đạt đến cảnh giới như hắn, kỳ thực núi sụp ở trước mắt cũng sẽ không biến sắc, nhưng hiện tại bị dọa vỡ mật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ cảm thấy chân mềm nhún, không tự chủ được ngồi trên mặt đất chó của ta đâu ngươi nhìn thấy chó của ta sao lão giả không tha thứ truy hỏi lần này hắn còn duỗi hai tay ra năm ngón tay thon dài bóng loáng như ngọc thạch nhưng hiện tại tỏa ra sát khí uy nghiêm đáng sợ hàn đào cuối cùng bình tĩnh dùng sức lắc đầu nói không có không nhìn thấy ồ lão giả lộ ra vẻ thất vọng vậy ta lại đi hỏi người khác một chút hắn một cước bước ra đi tới bên người tên còn lại chương 1473, lão giả ra người quỷ dị. Đây tuyệt đối là một cường giả vô thượng, khí thức cực kỳ đáng sợ, vừa tiếp cận liền làm người ta tim mật lạnh lẽo, tuy nơi này đều là cường giả tinh thần cảnh, nhưng ở trước mặt lão giả đều như người bình thường. Không ít người cũng như hàn đào, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này vẫn còn tốt, có mấy người bị dọa sợ, làm sao cũng không kịp phản ứng, sau khi lão giả hỏi ba tiếng không trả lời, bọn họ bị lão giả đưa tay ra, vặn gãy cổ, không có thần hồn phá thể mà ra mà là trực tiếp hình thần câu diệt rất nhanh chiến đấu trong thung lũng ngừng lại tất cả mọi người ngương ngác nhìn lão giả này thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có đây là một loại áp chế trên cấp độ lại như thú vương giá lâm rõ ràng muốn ăn bách thú nhưng dưới khí thế áp bức tuyệt không có một con giã thú có thể đào tẩu chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị ăn cũng còn tốt lão giả không ăn thịt người cũng không tùy tiện giết người trừ khi có người hỏi ba lần mà không trả lời lão giả mới sẽ không nhịn được hạ sát thủ. Người ngay cả một câu nói cũng nói không ra, vậy chết đáng đời. Tất cả mọi người sợ đến tái mặt, nơi này tại sao có thể có một sinh linh đáng sợ như thế? Không không không, là một tấm da người, nhưng chỉ là một tấm da người cũng lợi hại như vậy, người này ở dưới trạng thái hoàn mỹ lại lợi hại bao nhiêu. Nhưng vô số năm qua, chưa từng nghe nói nơi này có đồ vật quỷ dị như vậy. Lão giả hỏi dò từng cái, hỏi tất cả mọi người một vòng, Đi tới trước cây ma giả La chi hoa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lẩm bẩm nói: "Hoa này có chút quen thuộc." Ở mọi người nhìn chăm chú, hắn đưa tay lấy xuống kỳ hoa, sau đó nhét vào trong miệng, nhai mấy lần, nuốt xuống. Điều này làm cho tất cả mọi người ngơ ngác. Phải biết, độc hoa này vừa nở, ngay cả cường giả hằng hà cảnh đại viên mãn cũng lập tức chết tươi, nhưng lão giả lại nuốt xuống. Tuy hoa còn chưa nở, nhưng độc tính khẳng định còn chất chứa ở trong đóa hoa, nhai nát nuốt vào, không phải tự sát sao? Có điều, người ta chỉ còn sót lại một tấm da người, trên lý thuyết đã sớm chết, còn làm sao bị chết lần thứ hai. Còn nữa, lão giả này mạnh đến nỗi không cách nào hình dung, nói không chắc coi như còn sống, độc hoa này cũng giết không chết. Ma già La chi hoa bị lão giả ăn, nhưng không có một người dám có ý kiến, hiện tại mọi người chỉ cầu sống sót rời đi, đừng nói lão giả chỉ ăn độc hoa, dù ăn tổ khí của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Lão giả ăn hoa độc xong, liền đứng bất động thật giống như độc tính phát tác chết mất. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn liền nhìn về phía Lăng Hàn, một cái cất bước, trực tiếp qua lại không gian, đi tới bên người của Lăng Hàn. Cái này lại để cho các cường giả bị dọa sợ, đánh vỡ không gian là khó nhất, cái này dính đến quy tắc không gian, chỉ có đạt tới sáng thế cảnh mới có tư cách chạm đến. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao chỉ có sáng thế cảnh mới có thể ngao du tinh vũ, bởi vì tốc độ nhanh, bằng không chỉ có thể chết giả ở trong tinh vũ hoang vu. Tấm ra người này, là sáng thế cảnh, trên người ngươi có mùi vị quen thuộc, lão giả nhìn chằm chằm lăng hàn, hốc mắt trống trơn khiến người ta không rét mà run. Lăng hàn nhất thời sợ hãi, hắn là người, ngươi là da người, chúng ta không có một chút nào giống nhau, từ đâu tới mùi vị quen thuộc. Hắn có ý cho đối phương một cái ngón giữa, nghĩ đến lão giả thực lực mạnh mẽ, phỏng trừng ném vô tương thánh nhân ra cũng vô dụng. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lăng Hàn khách khí nói, lão giả để sát vào một chút, ở trên người Lăng Hàn ngửi một hồi, lộ ra vẻ mờ mịt, hắn gãi gãi đầu nói. Chó của ta đâu, ngươi nhìn thấy chó của ta sao? Phải, lại đi vòng trở về. Không có, Lăng Hàn lắc đầu, vậy ta lại đi hỏi người khác một chút. Lão giả cất bước đi tới thung lũng, lại trà đạp tất cả mọi người một lần. Lăng Hàn vội vã chạy đi, hắn cũng không muốn gặp lại lão giả thần kinh kia. Quái lạ, tuy người tiến vào tầng thứ năm xác thực ít rất nhiều, nhưng ngàn tỷ năm gộp lại số lượng chắc chắn sẽ không ít, nhưng chưa từng có nghe đồn về lão giả này, vậy có khả năng là gần đây mới nhô ra. Chờ chút, lão giả nói trên người mình có mùi vị quen thuộc, nếu như cái này không phải ăn nói linh tinh. Lăng Hàn đột nhiên có một suy đoán, lão giả này có thể là chủ nhân của tầng thứ tư, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn bị lột ra. Nhưng hắn thực quá mạnh mẽ, cho dù chỉ còn dư lại một tấm da cũng nắm giữ sức sống, thậm chí còn có một tia bản năng, chính là tìm kiếm con chó gì kia. Trước đó, hắn hẳn đang ngủ say, hoặc là ở dưới trạng thái không cách nào hành động nào đó, cho đến khi lăng hàn cùng ba chữ ở tầng thứ tư phát sinh cộng minh, hấp thu lực lượng trong đó mới làm lão giả tỉnh lại. Như vậy lão giả nói trên người hắn có mùi vị quen thuộc liền có giải thích. Đương nhiên, đây là lăng hàn suy đoán, muốn chứng minh hầu như là chuyện không thể nào. Ngược lại, hắn chạy, cũng không muốn bồi lão giả này chơi cho tìm chó. Hắn cũng không kịp đi tìm thần dược gì, tầng này âm u đầy tử khí, có thể tìm được dược liệu cũng như ma giả la hoa, chủ yếu dùng để giết người, đối với tu vi tăng lên không có giúp ích. Bởi vậy, non nữa ngày sau, hắn liền đến tầng thứ 5. Thiên Thủy Điện, có điều, ba chữ đã ảm đạm rồi, hiển nhiên đã bị người khác lấy mất lực lượng trong đó. Lăng Hàn không khỏi thở dài, có vẻ hơi tiếc hận, đi vào trong cung điện. Trước mặt, vẫn là một cây thiên nguyên đạo quả, trái cây đã tiếp cận thành thục, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, Người một hồi liền làm nguyên lực của người ta sôi trào, thật giống như muốn đột phá. Lăng Hàn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, lúc trước trong tầng 4 cũng không có dấu hiệu như vậy. Nếu như trong 9 cung trồng đều là thiên nguyên đạo quả, hơn nữa duy trì bước đi giống nhau, vậy nói rõ 9 cây thiên nguyên đạo quả đã ở biên giới thành thục, mới qua mấy ngày mà thôi, trái cây liền có mùi thơm tràn ra. Lẽ nào, lần này dược phương quật mở ra, sẽ xuất hiện một loại biến hóa khó mà tin nổi nào đó sao? Mùi vị có chút quen thuộc, một thanh âm đột nhiên ở phía sau lăng hàn vang lên. Lỗ chân lông cả người lăng hàn không khỏi căng thẳng, sau đó bay lên một cảm giác bất đắc dĩ. Này hiển nhiên chính là lão giả ra người kia, tuy hắn một đường chạy nhanh, nhưng hiển nhiên không thể so với tồn tại nắm giữ quy tắc không gian, người ta cũng đến. chương 1474, Phát Điên, lão giả nhìn chằm chằm cây thiên nguyên đạo quả kia, biểu hiện mờ mịt, thật giống ở hồi ức cái gì, nhưng căn bản không nhớ ra được. Cái này có gì lạ, đầu óc không còn, nếu có thể hồi tưởng lại được liền quái đản lão giả nhìn một hồi đột nhiên tiến lên trước một bước đưa tay ra muốn đi chạm thiên nguyên đạo quả không được lăng hàn vội vàng thối lui cây thánh vương đại dược này có tuyệt thế sát trận bảo vệ ngay cả thánh vương cũng có thể chu nếu như hắn bị cuốn vào tuyệt đối là trong nháy mắt biến thành cho bụi oanh sát trận kích hoạt quả nhiên phát động công kích hủy diệt về phía lão giả ngàn tỷ cột sáng oanh kích mỗi một đạo đều tương đương với đại thánh ra tay toàn lực ngàn tỷ đạo oanh ngang vậy xác thực ngay cả thánh vương cũng có thể giết Trừ khi ở Thánh Vương tu ra cực cảnh, nếu không tuyệt đối không thể ngang hàng. Oanh 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 oanh, ánh sáng nổ loạn, veo, chỉ thấy một bóng người bị đánh bay ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, mỏng như cánh ve. Đó là một tấm da người, sát trận thu lại uy thế, khôi phục yên tĩnh. Hô, da người thật giống như bị thổi một hơi, cấp tốc đầy đặn, rất nhanh liền biến thành hình người, lão giả xuất hiện lại, hắn mở mịt, thật giống như căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Khóe miệng lăng hàn co giật, kia là tuyệt thế sát trận A, ngay cả Thánh Vương cũng có thể giết, nhưng lão giả chỉ bị đánh bay ra, cái rắm gì cũng không có. Nếu như lão giả này là sáng thế cảnh, vậy tất nhiên đã tu ra cực cảnh. Thậm chí, còn khả năng càng mạnh hơn, chảm trần, chó của ta đâu, ngươi nhìn thấy chó của ta sao? Lão giả nhìn Lăng Hàn hỏi, phải, lại tới nữa rồi. Lăng Hàn vội vàng lắc đầu, sau đó đi về phía đường núi tầng thứ 6, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là càn quét 9 tầng không gian một lần, cố sức cuốn đi thần dược, sau đó vĩnh viễn không gặp lại. Cửa ải thứ sáu, kiểm tra luyện đan, một tờ đan phương hạ xuống, nhưng chỉ có 10 cơ hội thất bại, toàn bộ thất bại, vậy sẽ bị trục xuất lập tức, số lần thất bại càng ít, tiêu tốn thời gian càng ít, thì thành tích càng tốt. Lăng Hàn cầm đan phương, nhìn lướt qua liền phát hiện, đây chỉ là đan dược cấp 5, không khó, nhưng đan phương hoàn toàn xa lạ. Lấy thực lực đan đạo đế vương của hắn, luyện đan dược cấp thấp, cho dù là hoàn toàn xa lạ, hắn nhiều nhất thất bại hai ba lần liền có thể luyện chế ra. Có điều, Lăng Hàn không có tùy tiện bắt đầu, mà ở trong đầu quan tưởng hết thảy đặc tính của đan phương. Hiện tại hắn ở đánh giá dược liệu cũng đạt đến mức độ đại thành, những dược liệu này ở trong đầu va chạm, đặc tính, xung đột từng cái bày ra, để hắn lĩnh ngộ tương sinh tương khác trong đó. Nửa ngày trôi qua, hai mắt hắn mở ra, mặc dù chưa từng thử nghiệm, nhưng hắn có tự tin, nhất định có thể một lần thành công, đạt đến hoàn mỹ. Bởi vì hắn hoàn toàn hiểu rõ đặc tính của dược liệu, trong đầu cũng có thể hoàn toàn mô phỏng ra quá trình. Hắn mở lò luyện đan, quả nhiên làm liền một mạch, không chỉ đạt đến trạng thái hoàn mỹ, hơn nữa mỗi một hạt đan dược đạt đến hiệu quả tốt nhất, không có một chút xíu tinh hoa lãng phí. Có điều, cho dù đạt thành tích như vậy, hắn cũng chỉ được 9 ngày, trong đan phương khen thưởng cũng chỉ có đến cấp 19. Hiển nhiên như thế vẫn chưa đủ hoàn mỹ, không cách nào thu được khen thưởng tốt nhất. Lăng Hàn cũng không thất vọng bởi vì hắn dùng nửa ngày thời gian, ai bảo đan dược này cho hắn là hoàn toàn xa lạ chứ. Thạch thất tan giã, phía trước xuất hiện không gian tầng thứ sáu. Kim quang, ánh bạc trói mắt, đây là một thế giới kim loại, có thể nhìn thấy khắp nơi là núi vàng núi bạc, nếu phàm nhân đi tới nơi này, nhất định sẽ kích động đến phát rồ. Cho dù là lang hàn cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì nơi này có khả năng tìm được thần thiết cấp cao. Chó của ta đâu, ngươi nhìn thấy chó của ta sao? Thanh âm quen thuộc vang lên, lão giả ra người như không cắt đuôi được, xuất hiện lần nữa ở bên người của Lăng Hàn. Dựa vào, người xong chưa a à, làm sao luôn nhìn chằm chằm ta chứ? Lăng Hàn rất muốn mắng người, bị một tấm ra người đi theo, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, dù hắn gan to bằng trời cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Hắn thậm chí có kích động thu đối phương vào hắc tháp, nhưng hắn tuyệt đối không thể bảo đảm có thể thành công. Một khi thất bại, mà lão giả sản sinh địch ý với hắn, vậy liền chơi xong. Vì lẽ đó, nếu lão giả chỉ lại nhảy, vậy tùy hắn đi. Không có, Lăng Hàn hồi đáp, hắn triển khai thân hình, bắt đầu càn quét thần dược. Trên người người có mùi vị quen thuộc, lão giả lại nói, như ảnh vì hình. Một đường đi qua, lão giả sẽ thỉnh thoảng rơi vào mê man, một khi xảy ra chuyện như vậy, vậy hắn tỉnh lại tất sẽ không ngừng lặp lại sự tình tìm chó. Sau đó còn nói trên người Lăng Hàn có mùi vị quen thuộc, thật giống như cháu đi thăm ông nội, làm không biết mệt. Lăng Hàn chỉ cảm thấy dầu dĩ, bị cùng một vấn đề dằn vặt mấy ngàn lần, cho dù kiên trì của hắn tốt đến đâu cũng phát điên, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, mang theo vị đại gia này đi qua, đám yêu thú sợ đến tẻ ra quần, để Lăng Hàn có thể dễ dàng hái thần dược. Nhưng đại gia cũng có tật xấu, nhìn thấy thần dược cấp cao sẽ đưa tay đi lấy, hơn nữa không chú ý chút nào, hái được liền ăn. Điều này làm cho Lăng Hàn không nói gì, một đường lại đây, hắn hái được thần dược cấp cao nhất chỉ là cấp 10, lên trên nữa đều bị lão giả ăn. Cướp, không dám cướp a đừng nhìn hiện tại vị này rất dễ nói chuyện lại mơ mơ màng màng nhưng trước lại không phải là không có giết người căn bản không nháy mắt a à. càn quét tầng này xong lăng hàn đi tới phần cuối của tầng thứ sáu từ tâm cung lăng hàn vui mừng phát hiện ba chữ kia không có ảm đạm nhưng hắn muốn xúc động đạo vận trong đó thì hoàn toàn không có cách nào làm được lão giả cũng không dục cũng theo lăng hàn ngồi xuống chuyện quái gì xuất hiện ba chữ bị xúc động lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể lão giả nhưng biến hóa gì cũng không có phát sinh. Đó là tự nhiên, lão giả quá mạnh mẽ, cho hắn mà nói, chút lực lượng này như giọt mưa tiến vào trong biển rộng, tự nhiên biến hóa gì cũng sẽ không có. Lãng phí A, à, lăng hàn suýt chút nữa đấm đất, người nói người mạnh như thế rồi, còn tranh giành với ta cái gì? Chó của ta đâu, người nhìn thấy chó của ta sao? Kết quả, lão giả vừa mở miệng, trực tiếp để lăng hàn không còn tính khí. Trường 1475, tầng thứ 9 Hiện tại ngay cả Lăng Hàn cũng hiếu kỳ, con cho kia đến tột cùng ra sao a, à, lại để lão giả này chết vẫn nhớ mãi không quên. Thiên nguyên đạo quả tái hiện, vẫn là nó, nhưng lại có một số khác biệt. Lão giả lần thứ hai không sợ chết sông lên, bị sát trận đánh, nhưng không mất một sợi tóc, nằm một lúc liền ngồi dậy, sau đó lại bắt đầu tìm chó, để Lăng Hàn phát điên đến muốn giết người. Người không thể đổi từ mới sao, cửa ải thứ sáu, kiểm tra là phục hồi dược liệu như cũ, đây đối với Lăng Hàn mà nói quá đơn giản, cho dù có dược liệu diễn sinh cũng không sợ, thành công thu được 10 ngày lưu lại, lại thêm 20 đan phương Khi Lăng Hàn tiến vào tầng thứ 7, lão giả ra người quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng, xuất hiện lần nữa, vẻ mặt thành thật hỏi tâm tích của con chó Lăng Hàn chỉ vào phương xa nói, ta thật giống như gặp qua ở nơi đó Lão giả lập tức cất bước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Lăng Hàn cũng không lo lắng đối phương không có tìm được chó mà thẹn quá thành giật bởi vì chẳng bao lâu nữa ký ức của lão giả sẽ hoàn toàn biến mất rất bình thường không có đầu óc sao nhớ được sự tình bởi vì lão giả này quá mạnh mẽ chỉ còn dư lại một tấm da người cũng có thể sống nhưng ký ức nhiều nhất duy trì một nén hương thời gian sau đó sẽ không còn không ngừng lặp lại chờ lão giả lần thứ hai tìm tới mình hắn khẳng định cái gì cũng đã quên tầng này nhìn qua rất bình thường non xanh nước biếc vô cùng bình tĩnh quá bình tĩnh không có thú gầm không có chim kêu cũng không có tiếng côn trùng lăng hàn đi tới soạt một cành cây đột nhiên đánh tới hắn trên nhánh cây từng mảng từng mảng lá cây như miệng mở ra lộ ra từng chiếc gai nhọn thật giống hàm răng đây là thực nhân thụ soạt 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 mấy cành cây đánh tới muốn cuốn lấy lăng hàn lại lấy răng nhọn phá tan thân thể của hắn hút sạch máu thịt của hắn lăng hàn không khỏi nở nụ cười ngươi thử một chút xem hắn liền đứng bất động như vậy mặc cho cành cây cuốn lấy từng mảng từng mảng lá cây cắn tới nhưng hắn là cái thể phách gì, gai nhọn trên lá cây không chỉ không thể phá thể, trái lại dồn dập bẻ gãy. Người chọn sai người, tay trái của Lăng Hàn rung lên, phát động thần văn lôi đình, bắn ra, chấp giật trắng loá, mang theo một tia màu xanh lam, đùng 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 đùng, cành cây của thực nhân thụ dồn dập nổ nát. Lực lượng lôi đình vốn ngự trị trên ngũ hành, huống chi cái này là uy lực của thiên kiếp, so với lôi đình phổ thông còn mạnh hơn một đoạn dài. Mấy lần lôi đình đập tới, cây thực nhân thụ kia liền bị đánh cho chỉ còn dư lại một đoạn thân cây. Lăng Hàn vót thân cây, từ trong lấy ra một đồ vật như trái tim. Đây là lõi cây, chính là tinh hoa của thực nhân thụ, đại bổ A. Hắn bước vào tinh thần cảnh, cái này với hắn hầu như không có trợ giúp, nhưng mọi người ở trong hắc tháp cần, đặc biệt là mấy đồ đệ, Đinh Bình cùng cửu yêu vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh, mặt khác, phong phá vân, mộ dung thanh cũng rất cần. Vì lẽ đó, càng nhiều càng tốt, một đường đi qua, Lăng Hàn thu hoạch lượng lớn thực nhân thụ tâm, nhưng cũng không phải luôn thuận lợi, hắn nhìn thấy một cây thực nhân thụ cấp hàng hà cảnh, nhưng nằm ở trạng thái ngủ say, để hắn lập tức chuyển đường, nếu như chọc tên này, trừ khi hắn lập tức tiến vào hắc tháp, nếu không sẽ bị miểu sát. Nửa ngày sau, lão giả ra người trở về, vẫn là một câu chó ở đâu. Có điều, Lăng Hàn đã có biện pháp đối phó hắn, lại chỉ lung tung một phương hướng, đẩy lão giả ra. Hắn ở đây lưu lại ba ngày, sau đó đi tới phần cuối của tầng này. Hải phong cung, kiểu chữ lóng lánh phát quang, lực lượng vẫn như cũ. Vèo, lão giả ra người vô thanh vô tức xuất hiện. Con chó của ngươi ở bên kia. Lăng hàn chỉ lo lão giả lại lấy đi lực lượng trong chữ, không chờ đối phương hỏi, trực tiếp chỉ vào phương xa nói. Lão giả mờ mịt, ngươi đã biết ta hỏi gì. Hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy theo hướng kia. Lăng hàn ngồi xuống, nỗ lực xúc động ba chữ kia. Ba ngày sau, cả người hắn run lên một luồng lực lượng huyền diệu tiến vào trong cơ thể hắn để tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt xong rồi cái này rất kỳ quái có chút lực lượng trong kiểu chữ hắn có thể lập tức xúc động có chút thì cần một quãng thời gian có chút là nỗ lực thế nào cũng vô dụng tiểu cực vị đỉnh cao rời nơi này cẩn thận lắng động cảnh giới một chút sau đó ở trên đường trở lại hợp ninh tinh bước vào trung cực vị không cần đoán trong cung điện tầng thứ bảy trồng tất nhiên là thiên nguyên đạo quả lão giả ra người tự nhiên lại đi tới ra sức một hồi, biểu diễn cái gì gọi là phòng ngự châu bò. Tầng thứ bảy lại thi luyện đan, lần này là đan phương cấp 7, Lăng Hàn bỏ ra rất lâu mới hiểu rõ, tuy một lần luyện chế thành công, hoàn mỹ, nhưng chỉ được 4 ngày lưu lại, đan phương càng co lại, chỉ đến cấp 8. Lăng Hàn tràn ngập tò mò, hắn sắp tiến vào tầng thứ 8, không có ai có thể đi tới phần cuối tầng thứ 8. Thạch thất sụp đổ, xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, là một thế giới sương mù mờ mịt, mà mới vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được choáng váng, trong lỗ mũi có máu tươi chảy ra. Có độc, không gian tầng thứ 8 là độc khí vần quanh, chẳng trách không ai có thể đi tới phần cuối, ngay cả thể phách của Lăng Hàn cũng không cách nào ngăn cản được độc tố xâm thể. Chó của ta đâu, ngươi nhìn thấy chó của ta sao? Lão giả ra người đúng hẹn mà tới, quái lạ chính là, ở bên cạnh hắn, khói độc tựa như không dám tới gần, xuất hiện khu vực chân không chu vi chỉ ít một trường. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật, nhưng nhích lại gần lão giả, lợi dụng hắn tránh độc, một bên thì vận chuyển nguyên lực, bước độc tố trong người ra. Không có khói độc xâm lấn, cái này vẫn rất dễ dàng làm được, bằng không khi nguyên lực tiêu hao hết, độc tố xâm thể, vậy chính là người chết. Vị này vẫn có tác dụng lớn a. Lăng Hàn đi, lão giả theo, lúc này Lăng Hàn không chỉ loạn nữa, chỉ lắc đầu nói không biết chó ở đâu, liền dẫn lão giả di chuyển, tìm kiếm vị trí cung điện. Bởi vì hoàn toàn không có địa đồ chỉ dẫn, lần này liền thật chỉ có thể mò, tìm tới chín ngày hai người mới rốt cuộc tìm được cung điện thứ 8. Dọc theo đường đi lang hàn có chút thu hoạch, nhưng đều là độc dược, hơn nữa cấp cao đều bị lão giả ăn. Thất tinh điện, Lăng hàn không dám đẩy lão giả ra, nên lực lượng trong kiểu chữ tự nhiên bị lão giả hấp thu. chương 1476, Đại Hắc Cẩu Cây thiên nguyên đạo quả thứ 8, lang hàn bước nhanh mà đi, bắt đầu kiểm tra, hắn muốn nhìn một chút trong không gian tầng thứ 9 đến cùng có cái gì. Lần này là ghép dược liệu, Lăng Hàn lấy thành tích hoàn mỹ qua ải. Hắn chờ mong, không gian tầng thứ 9 rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ là, biểu tình trên mặt hắn từ tràn ngập chờ mong đến ngạc nhiên, bởi vì đây là một nơi hoang vu, hơn nữa rất nhỏ, trước mặt là một ngọn núi nhỏ, bên cạnh là một tòa cung điện, so với tầng 8, nơi này thu nhỏ lại vô số lần. Ồ, Lăng Hàn nhìn ngọn núi nhỏ kia, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hình dạng quá quái lạ, nói là một ngọn núi, còn không bằng nói là một dã thú nằm dạp, chỉ là hình thể vô cùng to lớn mà thôi. tại thần giới, loại yêu thú hình thể to lớn kỳ thực rất bình thường, so với cái này lớn hơn trăm lần cũng có. hô, hô, gió núi gào thét từng trận, rất có quy tắc, nhưng sắc mặt của lăng hàn lại càng thêm quái lạ, bởi vì gió núi này như là hơi thở ra. hắn vòng tới một đầu khác, khóe miệng không khỏi co giật, bởi vì đây quả thật không phải một ngọn núi, mà là một yêu thú to lớn, toàn thân đen kịt, một cái đầu lưỡi kéo ra, còn đang chảy nước miếng. Chó của ta, chó của ta, lão giả ra người đột nhiên nói, đưa tay đè tới ngọn núi, "Không. Con yêu thú kia, nhìn kỹ, cái này thật là một con chó, một con đại hắc cẩu so với con chó bình thường lớn hơn vô số lần." Tay của lão giả gìm xuống, một vệt hào quang phun trào, chỉ thấy trên người đại hắc cẩu thình lình có chín vòng sáng phun ra, sau đó con đại hắc cẩu này run rẩy, hô hấp nhất thời ngừng lại. Nó mở mắt, hơi mờ mịt, sau khi nhìn thấy lão giả, nhất thời ánh mắt căng thẳng hù chết cầu ra cái này là cái quỷ gì a à? đại hát cầu đột nhiên nhảy lên đột nhiên vọt ra ngoài chỉ là không gian này quá nhỏ vọt một cái liền đụng vào biên giới đàn hồi nó trở lại chó của ta lão giả tiếp tục đưa tay đi sờ chó cái lông cứu mạng a à, cái này là cái quỷ gì đại hát cầu nhanh chân bỏ chạy vòng quanh nơi này chỉ là hình thể của nó to lớn nơi không gian này lại có hạn rất nhanh thì vòng một vòng tự mình va vào lão giả ra người ta nhỏ Đại hắc cầu lung lay thân thể, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành như con chó bình thường, lông toàn thân nó dựng lên, xa xa thoát đi lão giả kia. Lăng hàn líu lưỡi, lão giả một đường chó của ta chó của ta gọi, hóa ra nơi này thật có một con chó. Lão giả cất bước đuổi theo, hắn nắm giữ quy tắc không gian, nhìn như không nhanh, nhưng một cước bước ra chỉ ít mấy chục dặm, rất nhanh ép lên đại hắc cầu, đưa tay đi nắm đuôi của đại hắc cầu. Cứu mạng A, đại hắc cầu nhìn thấy lăng hàn, nhất thời vào tới lão giả đằng đằng sát khí, ngươi dám ăn trộm chó của ta, trong hốc mắt tuôn ra huyết lệ, cực kỳ đáng sợ. Muội muội ngươi, đây là oan ức bao nhiêu a? À? Lăng Hàn vội vàng dứt bỏ đại hắc cầu, cũng nhanh chân bỏ chạy. Đại hắc cầu kia quá hỏng rồi, lại theo Lăng Hàn cùng một chỗ chạy. Mẹ kiếp, chó chết, ngươi làm gì theo ta? Lăng Hàn kêu lên, sinh mệnh ở chỗ vận động, hốt động sẽ càng khỏe mạnh. Còn đại hắc cầu này đàng hoàng trịnh trọng nói, không hề có dáng dấp đối lý. Phải, cái này là một con hàng gian ác. Lăng Hàn thật muốn lấy tay đặt chán, sao đồ vật hắn đụng tới đều không bình thường chứ. Trả chó cho ta, trong đôi mắt lão giả huyết lệ cuồn cuộn, một giọt rơi xuống đất liền hóa thành hồ nước, chiếu bộ dáng này, không bao lâu nữa nơi này sẽ hóa thành đại dương. Chó chết, lão giả này vừa nhìn chính là chủ nhân của ngươi, còn không mau mau theo hắn. Lăng Hàn nói, phi, ngươi mới là chó chết, cả nhà ngươi đều chó chết, muốn đi ngươi đi đi, bản tọa không quen biết quái vật chỉ còn dư lại một miếng da này. Đại hắc cầu kêu quái dị nói, một bên nhanh chóng lao đi. Nó thực sự là bất phàm, rõ ràng chỉ là tinh thần cảnh mà thôi, nhưng tốc độ không kém lăng hàn. Ta thực sự là xui xẻo, lăng hàn không nói gì, chỉ nhanh chóng lao đi. Gâu, muốn bỏ bản tọa, xem bản tọa không cắn chết ngươi. Đại hắc cầu đột nhiên há mồm táp tới lăng hàn, cắn tới mắt cá chân của hắn. Ô ô ô, tiểu tử thúi, ngươi là cái gì làm thành, sao cứng như tiên kim vậy? Lăng Hàn nhe răng, thể phách của hắn xác thực mạnh mẽ, nhưng con đại hắc cầu này cũng không biết là cái giống gì, lại cắn cho hắn đau nhói. Chó chết, thả miệng, thả miệng, ô ô ô, bản tọa làm chết ngươi, không, cắn chết ngươi. Đại hắc cầu rất thù dai, chó chết, đừng cắn, lão quái vật đuổi theo. Lăng Hàn vội vã phất chân, con đại hắc cầu kia thật nặng, cực kỳ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Nhưng lực cắn của chó này thực kinh người, sao vậy cũng bỏ không thoát bồi bản tọa một vạn tiên kim, đại gia liền tha thứ ngươi. Hắc cầu giờ công phu sư tử ngoạng, cốt, lăng hàn cảm giác mình đã đủ hắc, nhưng so sánh với con chó này, hắn quả thực chính là hình mẫu đạo đức. So sánh với đó, lão nhân sâm, con thỏ cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Chính là một núi so với một núi cao, vỏ quyết dày có móng tay nhọn A. Huyết lệ thành hồ, mà hồ nước từng cái nối liền với nhau, từ hồ nhỏ biến thành hồ lớn, dần dần có xu thế biến không gian tầng chín thành biển máu cái huyết hồ này cực kỳ đáng sợ lăng hàn căn bản không cần đi đặt chân chỉ cần quét qua một chút liền có thể phát hiện sát khí đáng sợ trong đó tuyệt đối có thể trong nháy mắt ăn mòn hắn hắn lăng không mà đi nhưng thể trọng của đại hắc cầu liên lụy hắn nặng đến như có một ngọn núi bỏ chạy chó chết ta sẽ không khách khí lăng hàn đấm ra một quyền có thiên kiếp trị uy quái vật a đại hắc cầu sợ đến vội há mồm chạy đi nó xác thực ra dày thịt béo nhưng rất sợ thiên kiếp oanh kích không chết cũng muốn đi lớp ra a người sao có khả năng phát động thiên huy, không phải quái vật đó là cái gì lăng hàn triển khai trích tinh bộ tận lực kéo dài khoảng cách với đại hắc cầu nếu thật không có cách nào hắn sẽ tiến vào hắc tháp tự nhiên không thể vì bảo mật mà ngay cả tính mệnh cũng mất đại hắc cầu thật xấu xa tiếp tục đuổi theo lăng hàn chạy mà phía sau bọn họ là lão giả ra người huyết hồ liền thành một mạch phủ kín toàn bộ không gian tầng thứ 9. lão giả quá mạnh mẽ ngay cả cung điện kia cũng không thể ngăn cản biển máu phun trào ở trong đó cấp tốc để tường xuất hiện ăn mòn. chương 1477, chín thế thân. Thời gian, đã tới sao, một âm thanh tràn ngập trẻ con vang lên, ở trong không khí thong thả giật động. Lão giả lập tức ngừng chân, toàn thân đại hắc cầu dựng thẳng lông mau, nhưng sắc mặt lang hàn thì quái lạ, hắn ý thức được, mình lại cuốn vào trong một sự tình quái đản nào đó. Tại sao một mực là hắn chứ? Một vệt hào quang từ trong cung điện tuôn ra, biển máu lập tức thối lui, đại địa tái hiện. Ngươi là ai? lão giả ra người hỏi, ngươi nên hỏi ta là ai? Thanh âm non nớt kia nói, nhưng ngữ khí ngạo nhiên, như chân thần cao cao tại thượng. Ta là ai? Lão giả ra người mờ mịt hỏi, ngươi là ta đời thứ năm lột ra ra. Thanh âm non nớt kia nói, nhưng lời này để Lăng Hàn nghe sợ nổi da gà. Lăng Hàn vốn tưởng rằng lão giả là gặp phải cường địch, bị lột hết ra, nhưng hiện tại xem, đây là hắn chủ động lột ra. Hơn nữa, đời thứ năm, người này sống năm đời sao? Chờ chút, dược phương quật chín tầng, lẽ nào là người này sống một đời lại một đời sáng tạo? Chín cây thiên nguyên đạo quả, dung hợp đồ vật gì đó, tê, chẳng lẽ là thân thể người này, hoặc là thần hồn? Cửu cửu quy nhất, đời này sẽ sinh ra quái vật gì? Hóa ra, là như vậy, lão giả ra người lẩm bẩm nói, khoanh chân ngồi xuống, từng đạo ánh sáng phun trào, hắn hóa đạo. Hắn có cỗ chấp niệm, không biết mình là ai, đang tìm một con chó, hiện tại chó tìm được, thân phận của hắn cũng sáng tỏ, chấp niệm tan giã, tự nhiên bụi quy về bụi, đất trở về với đất, dù sao hắn cũng không phải là sinh mệnh chân chính. Lăng Hàn như gặp đại địch, người bí ẩn này có khả năng sống cửu thế, nhưng hắn lại từ đâu đạt được nhiều chuyển hồn hoa như vậy, có thể một đời lại một đời sống sót. Ha ha, người trẻ tuổi, người nghĩ quá nhiều, thanh âm trẻ con kia nói, ta đời đời là bằng thực lực của mình sống tới, có điều, mỗi một thế của ta đều chỉ sống trăm vạn năm mà thôi, trong cửu thế chi linh, bao hàm ra chân thân đời thứ mười đời này, ta chắc chắn khiếp sợ vạn cổ. Ha ha, nghe không hiểu, không có chuyện gì, ta có thể từ từ nói, ngược lại khoảng cách ta xuất thế còn có một chút thời gian, hơn nữa đã có mấy trăm triệu năm không nói gì, ta cũng rất bí bách. Ta đến từ một nơi thần bí, thần bí đến người căn bản không thể tưởng tượng. Ở nơi đó có thể nắm giữ sự sống vĩnh hằng, là nơi sinh linh tiến hóa trung cực. Nhưng có một ngày, ta bị trục xuất, ta không có tội gì, chỉ bởi vì phụ thân ta đứng sai đội, liên lụy ta, hải ta bị trục xuất ra nơi đó. Ta xin thề, nhất định phải trở lại. Sau khi rời đi thế giới kia, cho dù ta nắm giữ lực lượng vô tận cũng không cách nào chống đối năm tháng giả nua, nên ta mạo hiểm tu luyện một loại bí pháp, tên cử tử thiên công. chôn thân chín thế, đến đời thứ 10 ninh đón vinh quang. Mỗi một thế ta chỉ sống trăm vạn năm, ở trong cực tử nắm lấy một chút hy vọng sống, sau khi cử tử, ta gieo xuống tiên thai, vì chính là đời này. Ngươi nên nhìn thấy, Nơi này mỗi một tầng đều trồng một cây thiên nguyên đạo quả, nhưng ngươi không biết, trong mỗi cây thiên nguyên đạo quả đều táng một tia nguyên thần của ta. Trải qua 900 triệu năm, mỗi một đạo thần thức của ta đều sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chín hồn hợp nhất, thần hồn của ta mạnh mẽ, sẽ đứng đầu cổ kim. Đời này, ta muốn trời này vì ta mà mở mắt, muốn để đất này vì ta mà cúi đầu. Cổ đạo nhất ta, năm đó chính là kỳ tài ngút trời, năm tháng cũng chém không chết ta, ta chắc chắn mở ra vinh quang lần thứ hai càng thêm huy hoàng. Đồng âm lượn lờ, ở bên tai của Lăng Hàn không ngừng vang vọng. Lăng Hàn nha một hồi, xem như là có hiểu rõ hoàn chỉnh dược vương quật này. Ngươi đến từ tiên vực chứ? Phúc, nếu như hiện tại cổ đạo nhất đứng ở trước mặt Lăng Hàn, khẳng định giật mình đến đầu lưỡi muốn phun ra, bởi vì hắn tự nhận tiên vực là bí mật trí cao vô thượng, còn không có xuất thế, gặp phải người thứ nhất liền thuận miệng nói ra địa phương hắn sinh sống, cái này tự nhiên để hắn chấn kinh rồi. Một mặt cảm giác yêu Việt cũng cho chó ăn sao người biết tiên vực cổ đạo nhất không nhịn được hỏi người của thế giới này hẳn tuyệt đối không thể biết tiên vực bởi vì tiên vực từ vô số năm trước liền phong ấn người khác nói cho ta lang hàn thuận miệng nói hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương hắn còn nhận thức người của tiên vực hơn nữa còn là đại giáo như côn bằng cung cổ đạo nhất không nói gì cha cha còn không chỉ một người biết để hắn càng nhận đả kích đúng rồi con chó này là lai lịch gì lang hàn hỏi bởi vì trước lão giả ra người luôn nhớ mãi không quên, chỉ ít ghé vào lỗ tai hắn nói mấy vạn lần chó của ta chó của ta, để hắn cũng hiếu kỳ. Đời thứ nhất ở trong di tích cổ nào đó của tiên vực tìm được một quả trứng, không nghĩ tới lại ấp ra một con hắc cẩu vô dụng. Cổ đạo nhất khinh thường nói, gâu, ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi đều vô dụng. Đại hắc cẩu tuyệt không chịu thiệt thòi, lập tức mắng. Cổ đạo nhất lạnh nhạt nói, tuy ta vẫn chưa xuất thế, hơn nữa vừa xuất thế cũng chỉ có thể từ phàm nhân cất bước, nhưng nơi này do thần niệm của ta khống chế, tuyệt thế đại trận vừa ra, thần giới căn bản không người nào có thể ngang hàng. Đại hắc cầu lập tức yên tĩnh, lẩm bẩm nói, chó ngoan không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ rời khỏi nơi này, bản tọa nhất định phải chửi cho sướng miệng. Nhưng lăng hàn cảm giác đại hắc cầu cực kỳ bất phàm, chỉ ít, nó có thể cắn được mình đau đớn, cái này e là không có một tinh thần cảnh nào làm được đến. Chỉ một điểm ấy, lăng hàn liền cảm thấy đại hắc cầu xứng đáng đến từ tiên vực chỉ là đại hắc cầu lại từ trong trứng ấp ra, vậy thì có chút quái lạ, lẽ nào cha nó còn lên một con thiên Nga sao? Tiểu tử, vẻ mặt của ngươi rất không đúng, có phải là ý dâm lão tử của bản vạ không? Đại hắc cầu lập tức rũi ra móng vuốt chỉ trích nói. Ánh mắt của con hắc cầu này cũng thật độc, con chó này ngược lại cũng quái lạ, lại có thể đi tới nơi này, hơn nữa tự phong ấn sinh cơ, rõ ràng chỉ là tinh thần cảnh, nhưng sống nhiều năm như thế. Có điều, ta đã chặt đứt cửu thế nhân quả, con chó này liền đưa cho ngươi. Cổ đạo nhất lại nói, các ngươi ở trên đường hoàng tuyền làm bạn, cũng sẽ không cô quạnh. Bạn cái đại đầu quỷ ngươi a à. đại hắc cầu lập tức vỡ tổ, nhìn về phía lăng hàn nói. chương 1478, về hợp ninh tinh thượng. Tiểu tử, người có chiêu gì thì dùng ra đi, tiểu tử này thật độc ác, diệt hắn đi, không cần cho bản tọa mặt mũi. Lăng hàn dung sắc lạnh lùng, nghe cổ đạo nhất nói, hắn sinh ra sẽ bắt đầu từ con số không, mặc ngươi thiên phú cao đến đâu cũng cần thời gian mới có thể trưởng thành nhưng nơi này có chín tòa tuyệt thế sát trận ngay cả thánh vương cũng có thể xóa đi hơn nữa hoàn toàn bị cổ đạo nhất khống chế như vậy cổ đạo nhất muốn giết bọn họ đúng là chuyện dễ dàng nếu ngươi tự nhận hồng trần vô địch cần gì phải giết chúng ta lang hàn kích tướng nói không tới một bước cuối cùng hắn không muốn vận dụng hắc tháp đặc biệt là ở trước mặt cường giả tiên vực ngược lại chúng ta cũng uy hiếp không được cái gì đúng hay không Cổ đạo nhất trầm ngâm, sau khi ra đời thứ 10, tính cách của hắn cũng bắt đầu biến hóa rất lớn, bằng không lấy tâm tính thành thục của hắn sao sẽ quan tâm người khác tán đồng. Nhưng đời này, ngàn tỷ năm cô độc để hắn sinh ra một loại khát cầu được tán đồng. Tuy hắn vừa xuất thế là từ phàm nhân bắt đầu, nhưng cửu thế trúc cơ, thiên phú võ đạo của hắn sẽ cường đại đến đứng đầu cổ kim, không cần nhiều năm liền có thể đạt đến thần giới đỉnh điểm. Mà thần giới có khả năng có người tiến vào tiên vực sao? Không thể. Cửa lớn của tiên vực sớm đã bị đóng, chỉ có đồng thời nắm giữ lực lượng sáng thế cùng diệt thế mới có thể nổ ra một con đường. Bởi vậy, hắn cũng không cần lo lắng ngày sau Lăng Hàn sẽ tiến vào tiên vực, tiết lộ bí mật của hắn. Cũng được, liền để run dế người tận mắt chứng kiến ta quật khởi, trên thế gian truyền tụng vĩ đại của ta. Cổ đạo nhất cuối cùng làm ra quyết định, trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh nói. Trong trăm năm, tứ phương tinh vực tinh xa vũ viện mở ra, sẽ hội tụ vương giả trẻ tuổi trong mấy trăm tinh vực phụ cận, có điều, chỉ ít phải đạt đến tinh thần cảnh mới có tư cách tiến vào. Cổ đạo nhất nhất thời động lòng, đây là đời thứ 10 của hắn, tâm linh cũng tương đương với làm lại một lần nữa, dường như mỗi một người trẻ tuổi đều ái mộ hư vinh, nếu như có thể chiến bại vương giả trẻ tuổi trong thiên hạ, vậy hắn tự nhiên vinh quang vô hạn. Lăng Hàn biết đối phương là nghe vào, trong lòng không khỏi cười thầm, hắn không phải thật vì đối phương suy nghĩ, mà là đến thời điểm ấy hắn có thể tự tay đánh người này. Mặc người cửu thế trúc cơ thì đã làm sao, hắn tự tin cùng cấp vô địch, chiếu đánh. Được, trăm năm sau, theo tốc độ tu luyện của ta, đủ để bước vào tinh thần cảnh, đến thời điểm ấy, liền để người trên thế giới này mở mang kiến thức một chút. Cổ đạo nhất cười ha ha, các ngươi có thể rời đi, nhớ kỹ, trăm năm sau phải đến tinh xa vũ viện, tận mắt chứng kiến truyền thuyết của ta. Vù, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, đã xuất hiện ở ngoài dược vương quật, nhất thời, vài đạo thần niệm mạnh mẽ quét tới, đây là cường giả hằng hà cảnh, để hắn cảm giác bất kỳ bí mật gì cũng không thể ẩn giấu vì độc hoa kia bọn họ đều là tình thế bắt buộc vì thế đã chuẩn bị vô số năm chỉ chờ lần này thu gặt nhưng vào lúc này soạt 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 càng nhiều người xuất hiện hầu như ở trong nháy mắt đồng nhất liền xuất hiện hơn vạn người người ở trong dược vương quật đều chạy ra có mấy người đang hái thần dược có mấy người tham gia kiểm tra có mấy người ở trong cung điện chuẩn bị nhưng hiện tại đều không ngoại lệ bị ném ra ngoài để rất nhiều người không hiểu ra sao ta xa xa còn chưa hết thời gian a, à, không nên bắt nạt người như thế a. À. Các đại lão ngổn ngang, đây là tình huống thế nào? Lập tức có người nói ra chuyện của lão giả ra người, đương nhiên cũng nói sự tình cây ma giả la chi hoa bị lão giả ăn mất. Nhất thời, các đại lão choáng váng, vì thế, mỗi gia tộc mưu đồ ngàn vạn năm, lại xuất hiện một tồn tại quái lạ, không thương hương tiếc ngọc như thế. Bọn họ phát điên, cái này đến tột cùng là cường giả từ nơi nào nhô ra. Chó của ta, ngươi thấy chó của ta sao? trong này bao hàm bí mật gì? Lăng Hàn không khỏi cười thầm, những người này là vĩnh viễn không thể biết tại sao, hơn nữa, chẳng mấy chốc cổ đạo nhất sẽ xuất thế, vậy thần dược ở từng tầng là hắn dự trữ cho mình, sau này tứ đại gia tộc cũng không thể từ trong đó được chỗ tốt gì rồi. Tại sao dược phương quật sẽ cách một quãng thời gian mở ra, còn có cơ chế khen thưởng? Cái này Lăng Hàn liền không biết cổ đạo nhất là cái gân nào đáp sai. Có thể là hắn không chịu nỗi cô đơn đi, bởi vì ma già la chi hoa ai cũng không có đắc thủ, các đại lão cũng mất đi hứng thú kiểm tra mọi người thu hoạch, ngược lại mỗi lần cũng gần như, mang về chút đan phương cấp thấp, số may thì có thần dược cấp 10, cái này làm sao đặt ở trong lòng bọn họ. Bởi vậy, Lăng Hàn ung dung mang theo đại hắc cầu kia rời đi, cũng không có cùng Lâm Vũ khởi nói lời từ biệt, nữ nhân này chính là một đại yêu tinh, vẫn ít trêu chọc cho thỏa đáng. Nên rời đi, đại hắc cầu đương nhiên sẽ không đồng hành cùng Lăng Hàn, nó tràn đầy phấn khởi, muốn du sơn ngoạn thủy, không nhìn ra chút ai oán khi bị chủ nhân vứt bỏ nhưng nó nói rồi trong trăm năm sẽ đi tứ phương tinh vực tiến vào tinh xa vũ viện theo nguyên văn của nó là muốn bắt mấy tiên tử đẹp đẽ làm thú cưới cho nó rất nhức trứng lang hàn biết con đại hắc cầu này không phải thứ tốt thật muốn ném lão nhân sâm cùng con thỏ vào với nó để bọn họ tập hợp tổ ba người nhưng lấy phẩm tính của con đại hắc cầu này phỏng chừng không bao lâu nữa con thỏ sẽ bị hầm lão nhân sâm bị nấu hắn bỏ đi ý niệm này lấy ra xuyên vân toa phá không mà lên đi tới tinh vũ minh mông. Chuyện này ý nghĩa là hai năm lữ hành tinh vũ bắt đầu. Có tinh không tọa độ, xuyên vân toa có thể tự mình phi hành, lăng hàn liền tiến vào trong hắc tháp, hắn muốn củng cố cảnh giới, sau đó xung kích chung cực vị. Trong hắc tháp, tất cả mọi người đều có bước tiến dài. Đinh Bình đã đạt đến sơn hà cực cảnh đỉnh cao, cửu yêu chạm tới ngưỡng cửa cực cảnh, có điều tuy phong phá vân cùng ngộ dung thanh đều tu đến sơn hà cảnh đại viên mãn, nhưng làm sao cũng không cách nào chạm được ngưỡng cửa cực cảnh. Thiên phú võ đạo xác thực rất trọng yếu, nếu như muốn đột phá cực cảnh là một phần trăm thiên phú lại thêm 99 nỗ lực, vậy không có một điểm thiên phú kia, mặc ngươi lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. chương 1479, về hợp ninh tinh, hạ. Phong phá vân cùng mộ dung thanh chính là tình huống như vậy, bọn họ gặp phải bình cảnh, mắt thấy lang hàn, thậm chí hai đồ đệ của hắn đều tiến vào cực cảnh, nhưng bọn họ chỉ có thể ở ngoài cửa bồi hồi, không ai không kìm nén một hơi, chỉ là có một số việc thật không phải kìm nén một hơi liền có thể thành một điểm thiên phú ngăn cách vô số người lang hàn cũng không ép buộc hai vị huynh đệ từ bỏ sung kích cực cảnh đường này là mình đi mặc kệ người đứng bên cạnh hắn lựa chọn cái gì hắn đều chỉ có thể yên lặng giúp đỡ thiên phượng thần nữ cách tinh thần cảnh còn có chút khoảng cách có thể sẽ ở dưới luân hồi thuộc tìm hiểu hai năm thì nước chảy thành sông dù sao còn có một vị thánh nhân tình cờ chỉ điểm a tu vi tiến bộ nhanh nhất đương nhiên là vô tương thánh nhân hiện tại đã vào tới sơn hà cảnh đại cực vị, cái này dĩ nhiên là bởi vì hắn từng là thánh nhân, tu luyện không có bình cảnh, lại có lượng lớn đan dược giúp đỡ. Nhưng trọng yếu hơn là thân thể ngũ hành của hắn phát huy tác dụng, mặc dù cái này sẽ để thiên nhân ngũ suy dáng lâm tăng lên gấp 10 lần, nhưng đối với hiệu quả tu hành lại cực kỳ chắc việt. Để lang hàn cũng có chút đỏ mắt, muốn đổi một bộ thân thể, đương nhiên, đây chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Lang hàn bắt đầu khổ tu, nhưng không có bế tử quan, có lúc tìm hiểu đại đạo, có lúc nghiên cứu đan đạo, dù sao hắn chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ mà thôi, độ khó sẽ không quá lớn. Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn bỏ ra hai tháng mới rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ luyện chế phi hỏa đan, cái này mặc dù là thần dược cấp 10, nhưng bởi vì không phải dùng để ăn, mà là đả thương địch thủ, nên luyện chế cũng không giống. Chỉ cần nắm giữ đúng phương pháp, luyện chế sẽ rất nhanh. Một bên Lăng Hàn tìm hiểu cảnh giới, một bên luyện chế phi hỏa đan, số lượng dần dần trở nên tăng lên, cho đến khi dùng hết bạo liệt quả, Lăng Hàn mới ngừng lại, một lần nữa đi tìm hiểu cảnh giới. Nửa năm sau, hắn là người thứ nhất đột phá. Xuyên vân toa ngừng lại ở trong tinh không, Lăng Hàn thì đi ra ngoài độ thiên kiếp, trải qua một phen rằn vặt tự nát thần cốt, hắn thẳng tiến tinh thần cảnh trung cực vị, mà tiên ma kiếm cũng lần thứ hai bị thiên kiếp gột rửa, sát khí càng nặng. Sau đó, trong hắc tháp không ngừng có người đột phá, từng cái vượt kiếp. Mấy vị đột phá nhật nguyệt cảnh, chỉ cần bước qua một cảnh giới nhỏ, liền có thể cắn bốn viên cuồng dã huyết linh đan, nhắm thẳng đỉnh cao, mà 12 năm hiện thực, tìm hiểu 5.000 năm dưới luân hồi thụ, đủ để tích lũy hoàn toàn cảm ngộ, trùng kích vào một cảnh giới nhỏ. Tuy chỉ 2 năm mà thôi, nhưng thực lực của tất cả mọi người ở trong hắc tháp đều tiến mạnh. Hiện tại trong hắc tháp ngũ hành hoàn thiện, Lăng Hàn bắt đầu thể ngộ rất nhiều diệu pháp của bất diệt thiên kinh, theo tiểu tháp từng nói, chỉ cần hắn hoàn toàn thể ngộ những diệu pháp này, toàn lực vận chuyển, ngay cả một đòn của sáng thế cảnh cũng có thể chặn. Đương nhiên, chỉ có thể chặn một đòn, cái này đã rất không có thiên lý, sáng thế cảnh A, kia là thánh nhân, dưới một đòn, ngay cả hàng hà cảnh cũng bị miểu sát, nhưng hắn là tinh thần cảnh lại có thể chặn một đòn. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ dục hỏa trùng sinh, chết rồi lại tới một lần nữa, vậy chính là nói, hắn có thể chặn hai kích của sáng thế cảnh. Quả thực không có thiên lý, Lăng Hàn đem toàn bộ tâm thần tiêu hao ở trên này, nhưng cho dù có luân hồi thụ hỗ trợ, thời điểm đi tới hợp ninh tinh hắn cũng chỉ đạt đến tiểu thành hoàn toàn không đủ để chống đối một đòn của sáng thế cảnh nhưng hằng hà cảnh cho dù là đại viên mãn hắn cũng có thể nhận một chút xuyên vân toa hạ xuống nhìn bầu trời quen thuộc lại xa lạ này lang hàn hét dài một tiếng ta đã trở về tất cả mọi người từ trong hắc tháp đi ra khổ tu nhiều năm như vậy tự nhiên cũng cần buông lỏng một chút một mực khổ luyện không phải là cách làm tốt nhất của tu đạo bởi vì xuyên vân toa hiện tại trên thực tế là tinh thuyền thích hợp phi hành trong tinh vũ nhưng phi hành ở trên tinh cầu rất khó khống chế điểm đến bọn họ hạ xuống ở trụ thiên hoàng triều mới sẽ làm lăng hàn sinh ra cảm giác xa lạ mà quen thuộc quen thuộc bởi vì nơi này là hợp ninh tinh xa lạ là địa bàn của trụ thiên hoàng triều hắn xưa nay chưa tới bao giờ lấy thực lực hiện tại của lăng hàn đủ để ở hoàng triều này nghênh ngang mà đi chỉ cần trụ thiên hoàng không ra hắn trên căn bản là không có đối thủ có điều lăng hàn cũng không muốn gây sự hắn nhìn phương hướng liền chạy về phía loạn tinh hoàng triều nhiều năm không có nhìn thấy nữ hoàng đại nhân, hơi nhớ a à. Thiên phượng thần nữ ghen, không nhịn được lại nhéo hông của hắn một cái, để Lăng Hàn bồi rất nhiều lời hay, lúc này mới động viên được bình giấm chua này. Lăng Hàn cũng không lo lắng hai nữ ngày sau sẽ lên xung đột gì, chủ yếu là loạn tinh nữ hoàng quá khí phách, phòng trưng ngoại trừ hổ nữ, hết thảy nữ khác đều sẽ bị nàng khiếp sợ, hoàn toàn xứng đáng là đại tỷ. Có một vị hậu cung chi chủ tỏa trấn như vậy, bảo đảm sẽ không lộn xộn. Có điều, ta thật muốn mở hậu cung sao? Lăng Hàn hỏi mình, không khỏi cười khổ, tuy thê tử chân chính vẻn vẹn hai cái, nhưng thiên phượng thần nữ tự nhiên là phải thu, người ta đã là lăng gia quá phụ vạn năm, có thể phụ lòng sao? Nữ hoàng đại nhân xinh đẹp vô song, Lăng Hàn không thể không thừa nhận mình rất động lòng, không muốn từ bỏ. Đây chính là bốn, tiên vực, lưu vũ đồng, lý tư thiền cũng không thể phụ lòng, nếu hắn dám bội tình bạc nghĩa, phỏng chừng sẽ bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Sáu cái, còn có hổ nữ, nhà đầu này hiển nhiên quyết tâm phải gả cho hắn, hơn nữa tính dính 10 phần, phỏng chừng là làm sao cũng không cắt đuôi được. Liên bảy cái, không thể nhiều hơn nữa. Lăng Hàn vặn lấy ngón tay tính toán, đoàn người đi ở trong cảnh nổi của trụ thiên hoàng triều, không có kinh động ai, vô cùng biết điều, ba ngày sau, bọn họ đi tới một thị trấn nhỏ, nhưng nơi này rõ ràng có chút dị thường, nhiều người đến lợi hại, hơn nữa cường giả rất nhiều. Cái này cường giả này là đối lập ở trình độ của trụ thiên hoàng triều, tinh thần cảnh là trí cường giả, nhật nguyệt cảnh liền có thể xưng là cường giả, bởi vậy, cường giả nơi này là nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, đừng nói chỉ là hợp ninh tinh, dù toàn bộ tinh vực cũng không có mấy cao thủ được hắn coi trọng.